đi anh chị. Vòng loại cuối cùng của đoàn lô tô lệ liễu tới hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta hãy bắt đầu do số. Số gì ra, 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 con mấy gì ra. Các chị em ơi, mong cốt hận gì ai gieo cảnh đắng cay cho đường tương lai mịt mờ tắm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của em rồi. Không số đường không số thang kêu gào 46 ai kênh có người kênh chú ơi. Mấy chú tôi kinh là tôi kinh rồi nè trời già má ơi. Mấy chú ơi, mấy chú tôi kinh rồi. Mấy cháu quà lẹ lên đi, cháu quà đi, cháu quà nghĩ sao vô đây kêu mấy chú. Cái gì vậy trời? Dạ không, phần quà của anh hôm nay là chính là bình sữa. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh rồi. Xong, chú kêu rồi đó. Và quý vị thân mến, và dòng loại cuối cùng cũng là dòng loại tạm biệt của tối hôm nay. Rất là hợp với thời tiết mùa hè của chúng ta. Bài hát được mang tên Xa Mưa Giông. Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau.
em nhé. Hay quá vậy. Trời ơi, tôi phát hiện giọng hát hay quá, hốt với đoàn lô tô mình đó. Trời còn lý do là sao? Nói đi con, nói gì biết đi. Dạ, chú Bảy lái xe có quen với mẹ của con á. Nên mẹ con mới nhờ chú Bảy cho con qua gian xe đến bến xe để tìm ba của con. Ba trong đoàn lô tô hả con? Ừ. Đâu có đàn ông đâu. Trời ơi, có mà ngủ là cục đêm thôi à. Không có mai gì. Ngủ là đêm mà quan trọng ngủ ở đâu. Ngủ với bà đó. Thôi đi má ơi. Trời ơi. Ba đang ngủ với bà lộn đi. Thôi dắt đi đây đây nè. Bây giờ con ngủ với bà thì ngủ với bà. Cái gì? Sao mà ồn ào quá vậy? Liệu về mới liệu vậy kìa. Má liệu. Má liệu. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào quá vậy hả? Tôi mới đi có chút xíu hà. Là muốn giành cái chỗ của tôi rồi hay sao? Mời má ngồi. Mày mời tao ngồi mà cái giọng điệu mày như muốn ăn thịt tao vậy đó. Nào có. Chữ nào có của mày nó sặc mùi xoán ngôi đó con à. Má, má. Má mới làm gì vậy? Tao phớt tà dù mặc áo bà ba. Trời ơi. Nè, tụi mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Trời đất ơi trời. Hả? Bốn đứa mày, đứa nào đẻ vậy? Trời ơi, má ơi, má ơi, má, má, má. Má, má nhìn kìa cái bụng lấp lấp coi chừng đứa thứ hai đó. Cái bụng của tao là mỡ nhân tạo chứ không phải bầu thiên nhiên nha mày. Ơi. Con ở đâu đây? Tại sao tới đây? Dạ, con nghe mẹ con kể á, là lúc mẹ con vừa có bầu con á, là ba con đi luôn à. Sau này mới nghe nói là ba con theo đoàn lô tô. Mà từ nhỏ đến giờ, con không có biết mặt ba của con. Con chỉ mong được gặp ba một lần thôi à. Nhưng mà tìm ba sao vô đoàn lô tô? Ba còn lại trong cái đoàn này. Thưa má. Cái gì vậy? Mày. Mày là ba ngủ đó hả? Không có, định thưa đi ngủ nè, không có gì. Trời mà, đi vô đi má. Vô nè má, ba đâu đi trời. Đi vô đi. Mày đến đây. Đến đây với dì để dì hỏi thăm con một chút. Sao con? Con có biết mặt ba con không? Dạ không. Rồi, con có biết tên ba con không? Dạ có. Ừ. Dạ ba con tên Đực. Ờ... quê con ở đâu? Dạ quê con ở Long Xuyên. Có gần chùa bà không con? Dạ có tấm hình của ba con nữa nè. Hình thẻ. Trời ơi thở còn đầu đinh. Con ơi. Rồi con có hận ba con không? Dạ không. Trong lòng dù ba lỗi lầm chi con khờ vẫn không u buồn lời khuyên mẹ luôn dạy ba nhưng đều nghe nhau con lớn không muốn phải luôn nhớ mẹ già thoáng nghe bao lời trẻ thơ lòng giao xe con ơi yêu dùm nơi đây tấm lòng người cha ba đang ở đâu vậy ba có biết con đang đi tìm ba không ba con à, con đừng khóc nữa. Ba con hiểu được lòng con mà. Rồi một ngày nào đó
con cũng sẽ tìm được ba con thôi. Hiểu cho ba con nghe con. Dạ. Thôi con đi vô ngủ đi, rồi sáng về sớm với mẹ nghe con. Dạ. Đi vô ngủ đi con. Mà dì Liễu ơi. Sao con? Nhìn dì Liễu á, con thương quá à. Ước gì dì Liễu biến thành ba của con. Trời. Con ơi, thôi vô ngủ đi cho nằm mơ con à. Thằng Quân là thằng nào? Cái gì đó vậy? Cái gì vậy? Cái bộ màu vậy? Anh? Tôi hỏi bà. Cái gì vậy? Xích vô đây thằng con. Thằng Quân là thằng nào? Lôi đầu nó ra đây. Ủa, bộ nó thằng Quân? Nó mới vừa chém đàn em của tôi, rạch mà nát mặt. Nó làm đàn em của anh nát mặt. Phải. Sao không đưa đàn em đi mai cái mặt đi mà tới đây làm chi? Không nói nhiều nữa. Bà có lôi ở đây không? Nó không có ở đây mà. Tụi bay. Phá nát cái đoạn lô tô cho tao. Phá đoạn lô tô à? Chị em. Dạ. Không. Bây giờ muốn cái gì? Bây giờ này ỉ muốn cái gì? Đừng có ỉ nè nè đàn ông. Bây giờ muốn cái gì? Hả? Ê. Bây giờ muốn sao? Nó có cây đó, chị em rút lui đi. Dạ. Rút lui. Rút lui. Ra tay đi. Tôi hỏi bà lần cuối cùng, bà có chịu giao thằng Quân cái này không? Có giữ đâu mà giao. Ngoan cố đúng không? Không có biết mà. Hả? Tôi mà. Ê. 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 Má. Ê. 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 Trời ơi con ơi, nó đánh con chết con ơi, đừng mà con. Con quỷ thôi nhỏ. Thôi thay cho này, nó con nít mà. Mày, thôi thay tôi về. Bán cho bộ mỗi người ít nhất mình gái cho kéo. Đem đi. Đó là con nít. Bố ơi, bố ơi, mẹ ơi, cứu con. Tôi là ba của nó nè. Con. Ba là Đức nè con. Ba. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Sóng Gió Cuộc Đời chuyển thể từ bộ phim Lô Tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Và nó là rất bất ngờ khi Gia Bảo nhận lời trong tiết mục này. Bởi vì nếu như quý vị đã xem phim Lô Tô rồi thì biết cái vai Lệ Liễu này là của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, mà nghệ sĩ Hữu Châu cũng chính là bác ruột của Gia Bảo. Và hôm nay Gia Bảo đã diễn lại cái vai diễn của người bác của mình, mà không phải chỉ là diễn không thôi mà còn giống cái thần thái, đúng cái cách biểu cảm từ gương mặt tới hình thể của nghệ sĩ Hữu Châu. Em nhận cái vai này em cũng rất là lo, mình giúp cho bé thì phải coi cho kỹ rồi phải làm cho giống, mà nhất là mình không có để bị lố, mất cái hay của nhân vật là mất luôn cái tình cảm mà khán giả dành cho bé. Cảm ơn Gia Bảo rất nhiều. Và quý vị cũng còn nhớ Gia Bảo cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của thử tài siêu nhí mùa đầu tiên. Một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Gia Bảo. Cảm ơn Bảo nha. Không biết rằng Bình Tinh đã bằng cách nào để có thể thuyết phục được đạo diễn cho mình dàn dựng lại dựa trên bộ phim ấy trên sân khấu này? Bé chưa bao giờ biết diễn xuất là gì. Từ đó giờ bé chỉ biết đứng, bé cầm cái mic và bé ca thôi. Chọn cái này thì tự nhiên có một cái nguồn cảm hứng, Tinh lại nghĩ ra một cái màu sắc lạ lạ cho chương trình. Rất là mê cái phim Lô Tô, cho nên thôi thì mình cứ xin một cái mảng miếng ở trong cái Lô Tô để mình đưa vào đây cho nó có một cái sự mới lạ và cho bé có một cái sự diễn xuất nhẹ nhàng để gửi đến cho tất cả quý vị, và hy vọng là bé sẽ gây được sự yêu thương cho quý vị giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại nơi đây. Cảm ơn Bình Tinh rất nhiều. Và hôm nay con không chỉ hát hay không đâu mà con diễn cũng tốt nữa. Mời cô Đoan Trang. Wow, quả là một tiết mục đô rất là nặng. Làm cho Trang nhớ hồi nhỏ trong xóm, lâu lâu ở trong sân vận động có những cái đoàn Lô Tô về, cái gốc rất là thật. Đâu đó vẫn còn có những người mơ ước muốn được bước lên sân khấu, muốn được diễn, muốn được hát. Cứ thế người ta sống với nhau từ trong những cái đoàn như vậy đó. Và chỉ lên hát rồi diễn để thỏa cái đam mê của người ta. Cô tin ơi, cô rất là tin. Cô làm cái tiết mục này gây một cái cảm xúc nó rất là, nó giữa hài, nó qua bi. Rất là hay. Bốn cái chú làm Lô Tô, bốn cái cô đó đó diễn xuất quá tự nhiên và quá sức có duyên đi. Rồi sau đó là kết cái màn duyên dáng đó để xuất hiện một cái giọng hát của con ra bài Sa Mưa Dông. Rất là dạt dào, làm cho người ta từ đang cười mà cười ra nước mắt luôn. Nó qua một cái cảm xúc khác rất là hay. Còn giọng hát của con á, cô nói thật, những cái câu đầu tiên con hát ra, cô ráng cô tập trung cô xem, y như là mở đĩa vậy đó. Bởi vì tất cả những cái vị trí âm thanh con đặt rất là chính xác. Cho nên cô nghĩ con là một trong những đối thủ rất là đáng gờm. Chúc mừng con, chúc mừng cô Tinh. Cảm ơn cô.
Hát quá ngọt ngào, đặc biệt là ngay cả những cái đoạn về cảm xúc con vẫn giữ được cái giọng của mình. Chú Nghĩa rơi nước mắt với con luôn ở cái bài mà Lý Tương Phùng khi con hát cùng với chú Gia Bảo, nó quá hay. Xin mời cô Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì Thanh Hằng cũng xin cảm ơn Thử Tài Siêu Nhí để cho chúng ta tìm được những cái siêu nhí rất là có tài. Mà cũng cảm ơn tất cả huấn luyện viên đã có tài để tìm ra những tiết mục rất là hay, mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn, vi diệu hơn nữa. Cái tiết mục này phải nói thật sự là những sự hỗ trợ của các cô, các chú, đặc biệt là Gia Bảo đã đưa con lên, làm cho cái cảm xúc, cái tiết mục nó càng cao trào thêm nữa. Chúc mừng con, cảm ơn huấn luyện viên Bình Tinh rất nhiều. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Mời cô Việt Hương. Cái lựa chọn này đó là một cái lựa chọn táo bạo của Bình Tinh. Tại em đang dựa trên một cái vai diễn của người khác để đưa bé lên. Thì bốn cái cô chú làm rất là đẹp đẽ, chỉnh chu, sang trọng. Và tôi cũng đã từng hát cho những sân khấu đó. Và bốn người hồi nãy làm cho Việt Hương chấp nhận được một cái sân khấu lô tô hiện thực ở trên đây. Và quý vị khán giả khi không được xem phim lô tô vẫn hiểu vấn đề đó là một cái buổi nhạc. Cái thứ hai, khi xuất hiện nhân vật của đứa bé hoàn toàn tôn vinh được con. Giọng hát con rất hay, những kỹ thuật là cô Trang đã nói rồi. Điểm nhẹ đó là chú Gia Bảo rất khôn khéo dằn cái cuối cùng. Tôi là ba của nó đây, gỡ cái tóc giả, đèn follow lên, chỉ follow vô hai nhân vật và hai mảng đời. Cúp thì khi cảnh đó khán giả mới khóc. Còn tất cả những hồi nãy tới giờ dẫn đường dây rất căng thẳng và để cho người khác phải hiểu được cái lô tô là cái gì, đang chích ở đâu và làm cái vấn đề gì. Đó, cho nên đây là cái khôn khéo đan xuyên của những người chưa bao giờ coi phim. Nhưng mà các cô chú ngày hôm nay đã tôn vinh và làm cho tôi tin tưởng rằng một cái đoàn lô tô có tình nghĩa, sạch sẽ, con hát rất hay, kỹ thuật rất tốt, chào đón con vô chung kết. Cảm ơn các vị giám khảo. Đây là một cái sự lựa chọn táo bạo nhưng rất là khôn khéo của Bình Tinh. Trên một cái sân khấu này quá nhiều kim sa hộp lựu từ các cô chú khác. Một cô bé áo trắng đơn sơ với một chiếc ba lô cũ kỹ xuất hiện với một cái giọng hát thiên thần thì điều đó tôn vinh con lên rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn cô giáo Bình Tinh đã làm một tiết mục tuyệt vời dành cho học trò của mình. Đến với cô giáo của con đây nè.
Quốc Dương và vũ đoàn ABC Kids. Cảm ơn tất cả các con. Bây giờ con lý giải cho mọi người biết đi, cái kiểu tóc và cái kiểu nón này có ý nghĩa gì? Ai cho con cái nón này? Mẹ hả? Dạ không. Hay chú Quốc Đại? Dạ thầy Quốc Đại. Thầy Quốc Đại lý giải đi. Chú Quốc Đại thích gắn lông mà không có chỗ để gắn, cho nên đè thằng nhỏ ra gắn lên đầu. Và hình ảnh này rất là quen thuộc đối với thiếu nhi. Cậu bé Peter Pan mà không bao giờ già. Thì hơi cách điệu cái đầu một xíu. Đại Nghĩa hiểu rồi. Thật ra cọng lông đó nó dựng lên vậy đó quý vị. Nó tự nó nhảy. Mà ông nhảy quá cọng lông nó sụi xuống vậy. Rất là dễ thương. Con bay đi đâu Dương? Con như một con đuông dừa rồi, con bay đi đâu? Hả? Mà ông bay đâu? Bay đâu có nổi. Mở rung rung rung. Nhảy mà mở rung rung luôn á. Cưng quá à. Đã lắm. Đặc sản. Vô chung kết. Yeah. Cảm ơn cô Việt Hương. Quá đã luôn. Con á, thầy dạy là một lẻ, nhưng mà cái bẩm sinh và cái khả năng của con là một lẻ. Trong cái ca đó Hương, từ cái ánh mắt, cái miệng, cái tay chân, cái micro để cũng vậy nữa. Rất là chuyên nghiệp. Vô Cảm ơn cô Thanh Hằng. Cô Đoan Trang ơi, cái bài này là một bài hát rất khó, ngay cả với những người lớn, phải không cô Trang? Đúng rồi. Mà con nít đó là có hai cái vất vả nhất. Bây giờ nó chùi hết vô cái bài này. Cái thứ nhất là mấy cái nốt thấp. Rồi cái thứ hai nữa, cái bài mà tiết tấu khó, ba râm ba râm pam ba râm pam ba ra, mà mấy cái đó nó đi với cái dằn của âm nhạc. Tuy nhiên con rất là dễ thương. Cái mà cô đánh giá rất là cao là nhớ bài. Trời ơi, sao mà nhiều tổ hợp liên tục mà nhớ. Thì con hòa vào nhóm múa. Con rất là thông minh, chúc mừng con. Thầy Quốc Đại, sao mà lựa cho con cái bài này nó khó dữ thần vậy? Có một cái phần nào đó rất là tự tin vào bé rồi. Thật sự là đây một cái thử nghiệm mà Quốc Đại rất là liều lĩnh. Để qua cái vòng này thì Quốc Đại sẽ quyết định là chính xác hơn ở cái vòng sau. Và hôm nay con làm rất tốt cái bài thi của mình nha. Bây giờ con cảm ơn các cô đi. Dạ, con cảm ơn các cô. Con cảm ơn thầy. Chúc mừng con trai. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại lớp nhạc nhẹ của ca sĩ Chí Thiện. Cô bé mà lần trước rất là nhẹ nhàng, sâu lắng với thương ca tiếng Việt, bé Vân Anh. Thì hôm nay Chí Thiện lại chọn cho cô bé một cái bài hát nước ngoài, nhưng mà cũng được dịch sang lời Việt là Cô Gái Nhỏ Tung Cánh Bay. Chúng ta hãy cùng đến với phần dự thi của bé Vân Anh. Cầm đầu quân giặc là hoàng tử Lưu Hoàng Tháo cùng đội quân tinh nhuệ lướt sóng chiếm Nam Bên. Ta đang suy nghĩ, giặc tiến quân trên sông đang mệt mỏi, quân ta dùng sức còn khỏe, nhưng nếu thủy chia nghe bất lợi cho ta. Bẩm chủ tướng, thần xin hiến kế, chúng ta tạo cọc lớn giáp đầu đầu bịch sắt, chúng ta đóng ngầm như cửa biển, giặc muốn sang chiếm chúng ta phải đội thủy chiều lên, cái thuyền giặc với giang vào sẽ dướng vào đầu cọc trước thảm bại. Hay hay lắm. Mà
bích sắt. Tất cả anh em nghĩa binh vì giang sơn cùng quyết tử hy sinh. Cửa khẩu Bạch Đằng Giang, cấm cọc trừ quân Nam Hán. Thank you.
chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn đại chiến Bạch Đằng Giang Trọng Nhân cùng với phần trợ diễn của các nghệ sĩ Bạch Lợi, Hữu Tài, Xuân Hoàng và Vũ Đoàn Chuông Gió. Và không biết quý vị cảm giác như thế nào khi mà Đại Nghĩa ngồi dưới coi, xúc động lắm. Bởi vì tự nhiên mình xem lại được một cái trang sử hào hùng của dân tộc. Đây là nghề của chị Hằng, đáng lý phải mời chị Hằng nói trước. Nhưng mà em phải xin phép chị, bởi vì em phải đứng lên. Và trước tiên là xin cảm ơn Bình Tinh, em đã dàn dựng để cho chị thấy đó, nó giống như là phim vậy đó em. Chị há hốc miệng vì dựng rất là tinh tế, khi mà cái màu xanh tràn lên là bãi biển và em kéo cái màu xanh để mà lật cái miếng vải đỏ dưới là máu, thì bắt đầu cái trong mới lên để cho các anh diễn á lăn xuống, thì em lột cái vải ra để lên cái vải màu đỏ. Nếu như mà chúng ta cứ được đầu tư như vậy, chúng ta cứ yêu nghề như vậy, chúng ta cứ dàn dần như vậy, thì chính bản thân Việt Hương là coi rất nhiều mà vẫn há hốc miệng. Đẹp lắm quý vị ơi, và sang lắm cải lương ơi, hát sang dễ sợ. Con sang trọng lắm, con là một kép hát, hát sang cái tuồng, mà chắc cái tuồng, mà nhẹ nhàng, đấu cũng hợp lý, không có nhiều màu, nhưng mà chắc chắn mà ra kép con ơi. Mình nâng lên hẳn, mình nói ôi, đây nè, tao cần đi kiếm những cái phim màu hoành tráng lệ mà mình cứ mơ. Chỉ cần một cái gọi là đúng giờ, đúng khắc, đúng màu, đúng hình thức để dàn dựng một tiết mục, và tôi nghĩ chỉ 5 phút, con hát có 2 bài mà nó đã... nó sướng, tôi ao ước tôi đóng vai một cái người lính chạy ngang có rẹt cũng được. Chị Hương ơi, chị xin chia tới một cái vai lần em xin làm cái cọc thôi cũng được. Dạ thưa quý vị, có thể nói đây là một cái bài học về lịch sử mà chúng ta đang muốn cho các con của chúng ta, những cái bạn nhỏ đang theo dõi chương trình, học lịch sử một cách trực quan sinh động. Không có cái gì mà nó dễ vào đầu của các con bằng hình thức nghệ thuật sân khấu. Một trang sử hào hùng của dân tộc mà mình con mình vẫn rơi nước mắt là tại sao? Cha ông ngày xưa của mình vĩ đại quá, tuyệt vời quá. Cảm ơn Bình Tinh một lần nữa, một bàn tay dàn dựng quá tuyệt vời dành cho bé Trọng Nhân. Thấy cô Đoan Trang cũng giơ tay xin được nói. Thôi giờ cô Thanh Hằng nhường luôn nha. Dạ, okay. Mời cô Đoan Trang. Luôn luôn lúc nào cô cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi được ngồi thử tài siêu nhí, bởi vì cô được xem lại cải lương. Tại sao mà cô Việt Hương cảm giác là con đóng cải lương mà quá sang? Bởi vì theo cảm nhận của cô, trong cải lương rất là hiếm những cái giọng trầm. Cái thứ hai, con còn nhỏ mà cô Bình Tinh dạy cho con, khi con ra bộ, rồi khi con diễn xuất như là cái khí phách của Ngô Quyền, rồi cách con hát chín mùi, chắc chắn từng cái nốt, cắm cọc trừ quân Nam Hán. Trời ơi, cái chữ trừ của con, cô trừ. Nổi hết da gà lên luôn. Nói chung là tuyệt vời, con làm cô cảm thấy rất là tự hào, tự hào về dân tộc của mình nữa. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Có lẽ đó là những cảm xúc mà của tất cả mọi người chúng ta ở đây. Và bây giờ thì mời nhận xét của cô Thanh Hằng. Ba chị em mình đều đồng cảm cái chữ trừ của em nãy. Dạ. Chị cũng tính nói đó. Sân khấu cải lương là như vậy, sang trọng lắm, quý lắm. Thần sắc của con rất là uy nghi, đúng là thử tài siêu nhí thiệt chứ. Mà cái giọng ca của con cũng như cô Đoan Trang cũng nói rất là chắc. Ý là con bước ra con ca cái bài Lý Chim Xanh trong cái rồi là cô quay qua cô Việt Hương, cô nói quá chắc. Tuổi con nó còn nhỏ quá mà con làm được những cái việc vô cùng lớn. Chắc cũng vất vả để cho ra được tiết mục này phải không Bình Tinh? Dạ, thật sự là bé là bị Tinh la nhiều nhất. Ngày hôm qua là bé diễn cũng chưa có ra hồn gì hết. Ngành sân khấu cải lương không phải chỉ để ca không, mà còn phải diễn, phải vũ đạo. Mỗi một động tác nó phải hòa nhập vô trong cái lời ca của mình, thể hiện cái khí chất của một anh hùng Ngô Quyền như thế nào. Là cô đã làm việc với cháu rất là nhiều. Giữ như vậy mãi nha con. Con đã vào nghề rồi thì con phải yêu nghề. Đã yêu nghề con phải học. Càng học nhiều chừng nào thì con sẽ càng tỏa sáng nhiều chừng nấy. Một lần nữa cảm ơn con. Cảm ơn những tình cảm của ban giám khảo. Trò hay tôi nhờ thầy giỏi. Một tràng vỗ tay cho cả hai thầy trò Bình Tinh và Trọng Nhân. Bây giờ chỉ còn... Tại vòng đối đầu này con hát với em Kỳ Phong. Chị hát rất là tốt và khỏe ạ. Tình chị cũng khá là tình cảm ạ. Em Kỳ Phong là một người khi tập em rất là năng động và lúc nào em cũng chạy nhảy lung tung khắp phòng. Còn khi tập nghiêm túc thì em vẫn tập nghiêm túc và giọng em rất là cao. Em là một người rất là hòa đồng, hơi dễ mến. Thánh Hà ơi, cố lên, chúng ta sẽ cùng cố gắng để được vào vòng trong nhé. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với tiết mục dự thi cuối cùng, một ca khúc của Sia được mang tên Chandelier, với phần trình diễn của Khánh Hà và Kỳ Phong. Thank you.
girl, don't get hurt. Can't feel anything when we all learn. Push it down, push it down. I'm the one for a good time. Cold phones blowing up, bring my doorbell. I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Throwing back to light the sky. I'm gonna swing from the chandelier. Những nhận xét từ các vị huấn luyện viên, chị Thanh Thảo ạ. Cô thấy giống như cô đang lạc vào một cái cung điện trong một cái câu chuyện cổ tích vậy đó. Mà hai con giống như là công chúa hoàng tử, đẹp quá đi, lộng lẫy. Rồi cái ca khúc vừa rồi đó, cô hỏi thiệt nha, sao hát cái bài chi mà nó khó dữ vậy? Trời đất ơi là trời. Cô nghe mà cô có hết hồn hoài à. Là không biết là các con có thể nào mà đi hết được cái bài không, có trọn vẹn cái bài không. Là vì quá nhiều những cái chỗ xử lý thật sự là rất là khó đối với lại lứa tuổi của các con. Mà cái ca khúc này nó không hề dễ chút xíu nào hết trơn á. Mà công chúa hoàng tử của cô á, làm sao mà có thể mà vượt qua được một cái thử thách rất là khó khăn như thế này. Mà một cái thử thách khó như vậy mà các con vượt qua được á, thì chứng tỏ là bản thân các con rất là có thực lực. Cho nên là câu cuối cùng mà cô chỉ muốn nói đó là các con nhớ chọn về đội của cô nha. Cảm ơn. Rồi. Cảm ơn cô Thanh Thảo đã thả thính, không biết có đất thính hay không. Em không biết là
Hai bé này không có hợp với chị hay không em chưa biết, nhưng mà chắc chắn sẽ hợp với anh Lê Minh. Mặc đồ quá giống. Hay nè. Không có liên quan gì hết, ta công chúa hoàng tử kìa. Cái phần biểu diễn này nó khiến cho cô bị choáng ngợp. Cô cảm thấy ở trên sân khấu này không phải là những cái bạn thí sinh nhí đi thi đâu. Nhất là Khánh Hà, con giống như là một cái nữ hoàng, một cái diva. Queen of the night. Thực sự là queen, khi mà queen of the night. Giọng hát lên á, cô rất là sốc. Tại vì cô không nghĩ là ở với cái lứa tuổi của con mà con có thể ngưng được như vậy. Con có thể thả giọng chắc nhịp ở chỗ này, và thậm chí là ngay cái nhịp của con, cái tay nó để như thế nào, nhìn chuyên nghiệp hết mức có thể. Đó là quan điểm cá nhân của cô Tiên. Cái chiêu để người ta chiêu dụ lại đó. Cho chơi nữa đó hả? Chiêu. Đó là thực ra thì mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng của mình, và trong mắt cô, con là một cái cô bé như vậy. Ở cái tuần trước con đã tốt rồi, tuần này con lại càng tốt hơn nữa. Cô lại càng rất là ngạc nhiên về con. Cho nên là cô chúc mừng con với một cái màn biểu diễn quá xuất sắc và chinh phục cô hoàn toàn. Còn riêng với bé Kỳ Phong thì con cũng là một nhân tố để góp phần cho cái màn biểu diễn này nó rất là hoành tráng, rất là xuất sắc. Phải có hoàng tử thì công chúa mới tỏa sáng được. Và con làm rất là tốt cái nhiệm vụ này. Con rất là vững chãi để cho Khánh Hà tỏa sáng. Cô rất là cảm ơn hai đứa con. Không, cái này cô nói đỡ nè, cô nói đỡ dùm cho Kỳ Phong nè. Cho tới tận bây giờ cô vẫn nhìn thấy là con đang rung phải không? Có không con? Sao thấy con hồi hộp rụt rè mà không có giống lúc hát nha. Lúc hát bạn rất là mạnh mẽ, rất là mãnh liệt, rất là dữ dội. Nhưng mà bây giờ khi mà con đứng im thì cô lại thấy là có cái gì đó rất là rụt rè. Con cười cái coi. Xin cảm ơn huấn luyện viên Thanh Thảo. Còn các anh MTV thì sao ạ? Nãy giờ bản thân của chú vẫn còn đang ở trển, chưa xuống được. Tại vì thực sự mà nói bài hát này là một bài hát rất là khó, phải bắt thang lên hát đó, phải giỡn đâu. Bản thân của tất cả mọi người ở đây, chú thấy là ai cũng đều rất là nể phục khả năng của hai con. Mà đây là một ca khúc mà nó đòi hỏi cái sự đột phá giữa cái phần nhạc nhẹ, nhạc ballad chuyển qua bánh bò, bánh tiêu, giò cháo quẩy đi. Đây tôi nói nghe nè. Gì đó chị? Trời ơi, thế bán cái gì mà giò cứ chéo quẩy qua một bên là sao? Đây nè, chị ngồi xuống đi rồi tôi nói chị nghe. Giò cháo quẩy là này nè, chứ không phải là mình ngồi và mình chéo quẩy qua một bên, chị hiểu không? Hả chị? Tôi biết rồi, giò chéo quẩy là cái này, chứ không phải là ngồi mình lấy giò mình chéo quẩy qua bên này như tắm biển Hawaii đúng không? Con bò bay đi ăn đêm cò, được một con tôm đôi ba con đem. Oh,
rồi. Xong mình bị hắn ta lừa mất tiêu rồi. Thôi đi bán tiếp thôi. Ai bên trán tròn cất ngon xoài lắc tay. Ai trời ơi, con ơi, ủa lộn, chị ơi. Cái ông kia, ổng lừa mình rồi, ổng không có mua hết của mình. Đó, ủa quay trở lại rồi hả? Dạ chào khán giả nghe. Rồi. Cái gì mà ham trên giọng đi sợ vậy? Đi bán bánh tiêu bánh bò đi còn phóng ra chào khán giả nó đứng lại, bỏ đó. Trời ơi, con nghi quá, nghi hơi cái gánh của con là bị mọi người ăn hết đó. Mang ra đây. Hả? Hết mừng chứ có gì đâu. Mua ly xoài. Ca hay quá, về mình ở lúc nào đi bán xoài lắc. Anh biết rồi, bán em mua ly xoài lắc đi. Lại giờ ngồi đây thèm quá. Bánh lỗ tai heo. Đó, xuống mời chú Quang Lê cái này cho con. Chừng đấy nghe con. Té, té, gần té đó con. Kéo té con ơi. Trời. Con ơi, đem tiền cho ông Năm nha con. Trời ơi, đại nghĩa cho Lê. Bánh lỗ tai heo cũng phù hợp đó. Ý muốn nói gì đó. Không có cố ý nha, vô tình thôi. Mà thiệt ra nó cũng có nằm trong suy nghĩ của Nghĩa. Thôi Nghĩa ơi, em giải thích ra làm gì kỳ cục. Đây là lời của anh Linh. Quang Lê ơi, đây không phải là lời của Đại Nghĩa, là lời của Hoài Linh. Là mời mấy cô chú cái ăn thông thả nha. Mà người ta nói thường là sao anh Linh cái câu gì người ta nói đó. Ăn xôi chùa nghẹn họng. Ăn xôi chùa nghẹn họng đó. Mấy cô chú góp ý sao cho con nó vui ạ. À? À, nhất là chú Lê đó, lỡ ăn miếng bánh rồi đó. Dạ mời chú Lê nói trước luôn á. Nói sao coi cho đặng thôi chứ ăn công của người ta gánh ra. Không, không phải miếng bánh mà khen đâu. Thật sự là tôi đâu có nói gì đâu. Nói chung là cũng mồ hôi nước mắt của cháu đó. Hồi nãy giờ là chú coi là chú say mê lắm rồi. À, từ cái thoại kịch là chú đã thích lắm rồi. Con đóng rất là tự nhiên, rất là duyên dáng. Chú rất là thích con mà con hát cái giọng ca phải nói nó tuyệt vời lắm, mà hay lắm, mà cao lắm, mà tuy là con không cao nhưng mà tiếng hát của con rất cao. Chú rất là thích con. Dạ con cảm ơn chú Quang Lê. Dạ mời anh Linh ý kiến luôn ạ. Thật sự ra thì cái giọng của con là chú rất là thích, là tại con giọng con rất là khỏe. Con đã thể hiện được cái bài hát này rất là tốt. À, cho nên dạ là con chú... cảm ơn chú Hoài Linh. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Cảm ơn những lời góp ý của các vị giám khảo dành cho tiết mục của Yến Vi. Rồi đi. Trời ơi. Bye bye các cô chú. Chào con. Trời ơi, hôm gió nữa kìa. Rau bạn đi con, không? Rau nữa. Rau coi, 2, 3. Ai bên trắng tròn cóc ngon xoài lát đây. Ai bên trắng tròn cóc ngon xoài lát đây. Thank you.
về tìm nơi đây bình yên. Cái mắt hết cho tôi ngủ quên, ngắm trong ven bình minh và tràn xuân sông nụ cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, tiếp bao nhiêu niềm vui để chờ anh nắng ngập tràn lung linh đẹp xinh. Và anh khác xưa xưa cùng tôi những yêu thương đầy vơi, thì chặt đôi tay và thời gian như ngày trôi khi giấc mơ. Wow, một tiết mục sôi động hấp dẫn đến từ bé Thiên Thanh. Hai cô bé vừa rồi, quý vị có nhận ra lại không ạ? Bé Thanh Tâm, bé Thiên Kim đến từ lớp của cô giáo Quỳnh Mến. Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, bài hát Ngày Mai, một bài hit của nữ ca sĩ nào con biết không? Dạ là cô Tóc Tiên. Cô Tóc Tiên hát hay nè ha, nhảy giỏi nè. Con cũng làm được điều đó, nhưng con cái cô Tóc Tiên không làm được như con. Đố con biết là gì? Dạ, con biết. Cô Tóc Tiên á, không có cái màn lắc tóc như con. Chú nhìn con chú không thấy một cái sự rụt rè nào hết. Chú thấy một cái sự chuyên nghiệp. Chú Nghĩa nói cái vụ mà lắc cái tóc là con hơn cô Tóc Tiên, bởi vì cô tóc ngắn. Còn một cái điều nữa mà cô Tóc Tiên chắc chắn là cũng khó mà làm lại được như con, đó là chống một cái tay mà lộn qua và lúc chuẩn bị hát vô cái phần hát. Và cái phần vũ đạo rất là nhiều. Nhưng mà chú nghĩ là con còn lên cao được nữa. Cho nên là nếu mà bài này mà con lên khoảng nửa tông nữa thì tốt. Hay giờ vậy nè, con hát thử hết mức con ở cái giọng mà cao nhất, cái câu ngày mai ra 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 ra, hát cao hơn cái tông vừa rồi, con hát thử xem. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trong ven bình minh, ngập tràn sương sớm nụ cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn. Rồi được rồi, cảm ơn con. Rất tốt. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Mời giám khảo Quang Lê. Chú khen con là bởi vì con vừa hát mà con vừa linh động quá. Tại vì con biết mà mỗi khi mà hát nhạc nhảy đó, rất là khó cho ca sĩ vừa cầm mic vừa hát mà vừa nhảy nữa. Tại vì khi mà hát đó, tim đập nhanh là con sẽ mệt lắm. Nhưng con vừa nhảy, nhịp tim con vẫn đánh rất là nhanh. Nhưng mà con không có hụt hơi, con vẫn thể hiện tròn vẹn. Và tới phút cuối, con vẫn làm tốt. Chú thích tiết mục của con. Dạ, cảm ơn chú. Dù người gác tình tư treo lên đỉnh đôi gặp ngôi nhà cũ nắng gặp tường vôi hoa bằng một thời, hoa bằng một thời, hoa bằng một thời. Lần theo đường nhỏ mẫn man truyền cũng ngó cành gai khô mùa mang chờ. Mến, chúng ta vừa đến với những giọt sương đáng yêu của lớp thầy giáo Hữu Quốc. Cảm ơn tất cả các con đã hỗ trợ cho bé Út, Út 8 đúng không? Cứ để vậy đi, xếp từ anh 2, anh 3, 4, 4, 5. Dạ con là Út Điệu. Út Điệu. Con. Dạ con là 8 Tưng Tửng. Thấy con tự tin con nói điều đó là biết con có không bình thường rồi đó. Còn con. Dạ con là 7 ruồi, tại vì con có một ruồi trên miệng. À, một ruồi, 7 ruồi. Còn Quách Phú Thành là gì? Dạ là 6 ròm. 6 ròm, đúng. Con sau này nên gặp chú Hoài Linh nhiều nhiều chút. Dạ, còn con là 5 muôn. 5 muôn, à biết rồi. Năm đen. Tại vì con có cái làn da bánh mật đó phải không? Ừ.
Còn con? Con là Tư Ú. Tư Ú à, quảo Ú. Giống chú Lê đó. Dạ, còn con là Ba Đủng Đỉnh. Ba Đủng Đỉnh tức là làm chuyện gì con cũng đủng đỉnh vậy đó hả? Không có gì phải vội vàng hấp tấp. Anh hai thì sao anh hai? Dạ, con là Hai Nhoi. À, con nhoi quá con ơi. Con quá nhoi luôn đó. Cảm ơn tất cả các con nha. Nhìn cái cảnh này thì tôi muốn là chính huấn luyện viên là anh Hữu Quốc, anh làm sao mà anh giữ nguyên một cái gia đình của ông Năm này lại trong cái chương trình, anh dựng như thế nào không biết, mà tôi muốn là có mặt tất cả các em như vậy, bởi vì cái sự hỗ trợ của các con đó là một cái động lực rất là lớn cho những anh em mà còn ở lại. Bây giờ các con có bị loại nhưng mà con có vui vẻ mà khi mà anh em mình cần đến các con không? Tụi con dù là bị loại rồi nhưng mà tụi con vẫn vui vẻ và hỗ trợ cho các em tới cái vòng cuối cùng luôn. Chắc chắn vậy không? Dạ chắc chắn. Chuẩn bị 3, 2, 1, yeah! Con lần nữa cảm ơn các con nha. Quê gốc của con là ở đâu? Ba mẹ con quê ở đâu? Dạ, ba con ở Hưng Yên. Ờ, mẹ con? Dạ, mẹ con ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, vậy con có nói được giọng Bắc của ba con không? Dạ, dạ cũng được. Thử đi. À, dạ, con xin chào các cô, các chú đã đến với chương trình Thử Tại Siêu Nhí. Đó là lý do tại sao bé phát âm rất là chuẩn. Là vì cái gen từ bố đó, nên mới ca cái bài đúng dân vậy. Ca đương đại của miền Bắc. Con thả hồn theo cái bài này chứng tỏ con nghe rất là nhiều và con có cái đủ cái nội lực để con thể hiện. Cái lứa tuổi của con còn quá nhỏ, là anh thứ 8 trong gia đình nữa, mà con thể hiện bài này thì vượt quá số tuổi của con với cái kỹ thuật điêu luyện mà không phải ai cũng có thể hát được. Và quan trọng nữa là chắc có lẽ huấn luyện viên của con làm rất là kỹ qua phần dàn dựng để tạo một cái cảm xúc. Và cái điều này là cái điều rất là đáng yêu. Cái sự yêu thương nhau trong nghệ thuật nó vô cùng khó. Bây giờ thì chưa nổi lên thì thôi á, chứ mà khi mà đã nổi lên rồi thì cái khối này mà nó đoàn kết lại với nhau sẽ là một sức mạnh rất là tuyệt vời. Để tụi con có nhiều tiết mục hay mà làm nguyên một cái vở diễn nhạc kịch, đó là chuyện bình thường. Cảm ơn nhóm khởi thân mặt cầu lửa, chúc mừng con Ngọc Thanh đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Đệ Lâm, hay là để con hát cho mẹ nghe cái bài mà mẹ thích con hát nha mẹ. Mẹ nghe nha mẹ. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghé sớm chân chim qua trời, rực rỡ dài tuồng qua thân khóc cười cười khóc người ơi, mộng đêm tiếng hát lời ca cho người dương mang lấy khi cầm ca thăng trầm bay đôi nhưng lòng chẳng nao. Trải đây mai đó người ơi, màng nhung khép lại đời tôi như người xin tri ân tấm lòng bồ điều nguyện suốt đời khắc trong tim.
Đây đúng là live show của con luôn đó nghe. Một mình con hát luôn, hình như 5 bài tất cả phải không? Dạ. 5 bài luôn, nhạc trẻ có nè ha, xong nhạc Hàn Quốc có nè, rồi nhạc trữ tình có nè, rồi sau đó hát nhạc Trịnh Công Sơn nữa. Trời ơi quá giỏi luôn á. Bây giờ mình nghe các cô chú giám khảo góp ý nha. Xin mời cô Thanh Hằng trước đi ạ. Hôm nay con đã làm tròn được cái tiết mục live show của con. Cô cũng xin chúc mừng cho con. Con đã hoàn thành được cái tiết mục của mình rất là tốt đẹp. Mà khi con ca xong rồi con diễn rồi con có cảm xúc ở trong đó. Rồi cái câu chót mà của cái bài Tầm Dương Tơ này nó làm cho tôi phải nói thật sự là nó nhói tim. Xin tri ân tấm lòng mồ điều nguyện suốt đời. Cô Thanh Hằng ơi, mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Đó, thay lời cô hát luôn rồi đó cô Hằng. Đó, đó. Cảm ơn con. Chưa gì hết là đã lưu truyền cho thế hệ mai sau rồi đó. Dạ. Cảm ơn con rất là nhiều. Chúc mừng tiết mục của con. Cái diễn xuất của con đó thì cô thấy nè, càng về vào trong á, con càng chứng minh cho tất cả mọi người thấy á, là con cái khả năng của con không chỉ dừng lại ở đó, mà con còn có thể đóng những cái vai bi, con có thể hát được nhiều thể loại nữa. Và cái giọng hát của con thực sự là cô thấy cũng rất là tốt. Nếu mà chọn đúng những cái bài á, mà lên cái âm vực đúng của con á, con lên với cái nốt cao rất là đẹp. Tuy nhiên vì phải dàn dựng cái live show nó cũng hơi tham, cho nên nhiều tiết mục quá nó làm cho con phải tới cái gì kế tiếp rồi phải thay đồ này kia. Thì không sao, tại vì con còn quá nhỏ để mà con phải bao trùm tất cả mọi thứ trong một cái tiết mục của mình. Chứ thật ra cô đánh giá rất là cao về con đó. Đúng, ngày hôm nay là một cái ngày mà con làm hết tất cả những cái gì mà khả năng con có. Thì bây giờ chú cũng không biết nói gì thôi, chỉ khen con là con rất là giỏi, con phải cố gắng. Nhưng khi phát huy là phải phát huy chủ đạo cái thế mạnh của mình là cái sở trường nhiều hơn một chút xíu. Ngày hôm nay thì chú chưa thấy cái đó nhiều, nhưng mà cũng đây cũng là cái thử tài siêu nhí, coi cái thử những cái tài của con còn những cái gì nữa hay không. Thì ngày hôm nay là đúng với cái tiêu chí của chúng ta. Và chúc mừng con. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Từ cái đoạn đầu con gặp mẹ con, rồi con diễn xuất khi mà vô cái đoạn ca nhạc, rồi nói chung là ba cái mảng khác nhau, con có thể chuyển đổi cảm xúc rất là nhanh. Đó là ưu điểm để thể hiện được nhiều khả năng của con. Nhưng mà kịch bản cần phải nuột nà, uyển chuyển, và có thể hạn chế bài nào con hát. Tối ưu nhất là dừng lại và không nên thêm những cái bài mà con hát tiếng Hàn, tiếng Anh gì mà nghe cũng không rõ là tiếng gì, để có thể đạt tối ưu nhất về năng khiếu của bé. Mà hôm nay con đã làm vượt qua lứa tuổi của mình, tất cả các thể loại con gộp vô hết. Chúc mừng con. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo. Đức vua Rim đã băng hà, toàn dân xứ sở Aotia để tang 3 ngày để tỏ lòng biết ơn với vị vua anh minh của xứ sở. Loa 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 loa. Ta đã trở về đây với kinh thành xa xưa cổ kinh, lòng dân ngâm ngùi khi dâng bông cung. Quân vương ơi, có phải nơi này thiếp và ta gặp gỡ yêu? Có phải nơi này chàng xua đuổi thiếp thương đau? Lập ly tan tình chồng vợ. Bây giờ chỉ có cái chết mới thật lòng tha thứ. Cái chết mới là nơi chấm dứt mọi niềm đau. Ra là ơi, con hãy thử tha cho mẹ, con hãy thử tha cho mẹ nghe ra là.
Ra La ơi, bây giờ thì mẹ có thể nói thật chứ con? Con chính là con trai của đức vua Berin, người đã cai trị xứ sở Aodia này, người mà con đã gặp cách đây mấy ngày. Con đã ca cho người nghe bài ca Bông Huệ Trắng. Mẹ, mẹ nói thiệt hả mẹ? Mẹ nói thật. Mẹ, mẹ ơi, sao ngày đó mẹ không cho con theo cha khi cha đã cạn lời nắng này? Để đến bây giờ thương tình phụ tử mẹ mới cho con gọi hai tiếng cha ơi, thì cha đã qua đời. Con chưa thuộc hết giọng nói của cha và chưa kịp nhớ tiếng cha cười, chỉ thoáng thoáng lần đầu gặp gỡ ngày mẹ phụ phàng xua đuổi cha đi. Bóng cha chìm dần trong rừng khuya, bước từng bước nhạt nhòa theo anh đuốc. Con đứng trông theo mà buồn rơi nước mắt, muốn gọi cha ơi mà thốt chẳng nên lời. Chưa cạn nước mắt không cha thêm một lần không mẹ, không biết rồi đây cuộc đời con trẻ sẽ về đâu. À, mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Sao tay mẹ lạnh, mắt bớt dần thần sắc, môi tím bầm, mặt nhợt nhạt xanh xao? Mẹ, mẹ đừng làm con sợ nha mẹ. Mẹ đừng để con ở lại trẻ, cha đã bỏ đi con, còn có mẹ. Mẹ đừng để con sống kiếp lạc loài. Ra La ơi, mẹ vẫn còn gượng sống như con đây. Mẹ có lỗi, con hãy thương tha cho mẹ. Mẹ hãy dìu con vào trong hành lễ, để lần cuối cùng con thấy mặt phụ vương. Mình đi đi mẹ. Seda, Seda, Sim, chàng đã lừa dối thế. Seda, phụ vương của con. Ra La, con, chàng đã lừa dối thiệp. Phải, ta nghĩ rằng chỉ khi ta bày ra cái chết, nàng mới quên lời thề trở lại kinh thành Aodia để vợ chồng mình gặp gỡ. Và sự thật là Seda đã về đây. Thiếp đã về đây với một lời nguyện: hai ta gặp nhau phải có một người nhận biết. Đi ra. Muộn rồi chàng ơi, hãy dành nước mắt khóc người đi vĩnh viễn không ngờ về. Trời, lá đào mẹ. Trời đà. Thôi nghe, từ nay đừng hoài giống bóng má con đò. Bài ca năm xưa, bài ca năm xưa, nàng hát cho ta nghe bài ca Bông Huệ Trắng. Ra La, con hãy thay mẹ hát cho phụ vương con nghe lần cuối
điếc con. Dạ mẹ, con hát cho Vũ Dương nghe đây. Mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Thật đi con. Trời ơi, làng hương thơm ngát rừng tăng cho ta bóng quê trắng trong giữa gian tình sao xuyến bao nỗi niềm riêng kìa bông hoa hay là trái tim nỗi đơn lời màu hoa vẫn tươi năm tháng đâu thế nào phải buồn vui có nhớ cảm ơn chị Mỹ Hằng và cảm ơn Minh Trường đã hỗ trợ cho Huỳnh Triệu Phú trong tiết mục này. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Thật sự là xin cảm ơn Mỹ Hằng và Minh Trường rất là nhiều đã đẩy cái cảm xúc rất là tuyệt vời, nó vừa đủ, nó vừa tròn, nó không dư, nó không thiếu cái gì cả, để cho đến bây giờ vẫn còn con vẫn còn là cái nhân vật đó chứ con không phải là Triệu Phú nữa, đúng không con? Dạ, quý vị ơi, cải lương đâu có mai một. Cải lương của chúng tôi là như vậy đó. Khi ánh đèn mà sáng sân khấu lên rồi thì chúng tôi nỗ lực hết, cháy hết bằng trái tim, bằng lửa, để cống hiến cho đời, cho xã hội một cái gì đẹp nhất, một cái bộ môn nghệ thuật thiêng liêng nhất của đất nước Việt Nam này. Một lần nữa xin cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Xin quý cảm ơn tiết mục này. Cảm ơn Hữu Quốc rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Những cái gì khen thì cô Hằng đã nói rồi. Chú chỉ khen một cái điều như thế này nè. Cái đoạn mà nàng Xê Đa gặp lại vị vua Rim đó, thì thật sự ra thì chú chỉ sợ con bị chết bộ ở trên sân khấu. Nhưng mà cái ông Năm này nè, nói là cái ông Năm mà giữ nè. Tức là khi bên này vừa đẩy cảm xúc đủ một cái là chú thấy con quỳ xuống ngay chỗ cái đám lá này là chú nói rồi, ông này ông dữ dằn rồi. Chứ nếu con làm sớm hơn một chút hoặc trễ hơn một chút, nó con sẽ mất cảm xúc liền. Và cái lúc đó đó, tính tức là vừa vặn cái thời gian để cho con cầm cái lá đó, con lên con coi, để con chạy tới con kêu lá độc đó. Đó là một cái sự tính toán khôn khéo của ông Năm. Và cô Mỹ Hằng có thấy hát hay không? Quá hay đúng không? Diễn hay không? Quá hay. Và con vẫn không bị lu mờ ở trong cái lúc hát cũng như cái lúc diễn của cô Hằng. Bữa nay con diễn xuất tuyệt vời, hát tuyệt vời. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn chú. Con biết vì sao không? Bởi vì ngay cả khi mà bé hát cái bài Bông Huệ Trắng á, thì mình thấy rõ ràng rằng bé đã bị cảm xúc nó đẩy lên, nó nghẹn ngào, hát có thể không trong, không rõ như bình thường bé hát. Nhưng mà đó là cái cảm xúc, cái tâm lý của nhân vật và chúng ta hoàn toàn thông cảm được cái điều đó và chúng ta chấp nhận cái điều đó. Bởi vì nhân vật khi đó là không thể nào mà tỉnh táo để có thể hát cho hay, cho tròn trịa được. Phải và đó nhận. Là một cái điều rất là hợp lý với cái phần trình diễn này. Mà cái cảm xúc của con khi mà con hát, khi con vô câu vọng cổ rất là tròn vành rõ chữ, mà khi cái bài nhạc Bông Huệ Trắng mà con ca con bị nghẹn, bị ngất, cần có những cái thứ đó. Có những lúc mà không nói lên lời được, có những lúc đó phải diễn như vậy đó. Dạ. Xin cảm ơn các vị giám khảo. Ơi, 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 à,
con mẹ ru con tiếng ru cả cuộc đời ru con lời ru cất lên từ ngàn đời mẹ âu cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa lạc lòng quân cùng bao con đi ra nơi biển cả của cô giáo Yến Trang bữa nay ra quân hoành tráng quá, tiết mục nào cũng vậy, đầu tư dàn dựng rất là công phu, không biết các vị giám khảo cảm thấy thế nào? Mời giám khảo Đoan Trang. Một tiết mục rất là đẹp, rất là công phu, và cô rất là thích ở cái gương mặt của con, con thể hiện được cái việc con hiểu con đang hát cái gì, một bài hát mang tính sử thi, cho nên con có một cái tâm hồn khi mà con thể hiện nó bật được cái điều đó trên cái ánh mắt của con. Rồi lúc mà cô thích nhất cái đoạn mà con rất bình tĩnh, con bỏ cái microphone xuống, xong rồi con đánh trống rất là tự tin, sau đó con lấy cái micro đúng cái lúc để mà con lên cái chỗ lừa đá chơi. Cô rất là thích một cái đứa bé quá nhỏ như con mà có một cái tinh thần như thế để hát cái bài hát quá to lớn như thế này, thì cô nghĩ là tất cả hậu trường nên cho con một tràng pháo tay. Cảm ơn giám khảo Đoan Trang. Thật sự là đã vào đây rồi thì chắc con làm quá trời tròn dành. Coi như là cô cũng xin chúc mừng con. Dạ, rất ngắn gọn nhưng mà là cô Thanh Hằng cũng rất thích tiết mục của con. Rất là thích. Trời ngả xuân lên cao, hồn cô xuân như bông chim. Vần đôi cánh mềm lặng lẽ kim chôn nằm nghiền. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị, đó là bé Nghiên Lan cùng vũ đoàn ABC Kids. Cảm ơn các con. Ôi ôi, dễ thương quá. Tự nhiên thấy con diễn tiết mục này xong nha, chú Nghĩa muốn đi biển dễ sợ luôn vậy đó. Mà phải nói là Bảo cũng rất là hay nha Bảo. Em chọn mấy cái bé mà hỗ trợ cho bé Nghiên Lan giống em dễ sợ luôn vậy đó. Biết giống chỗ nào biết không? Trời ơi, ra tao nó đưa cái bụng quá trời bụng lắm. Tao nó mở rung bạc 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 vậy nè. Sao em không ra em múa em nhảy chung với bé luôn, cổ vũ tinh thần cho bé. Thôi em mở quá em bớt bớt lại anh ơi. Dễ thương quá phải không quý vị? Không biết mấy cô chú giám khảo nghĩ sao đây. Mời mời chú Thanh Bạch trước nha. Con hát và múa động tác đi đôi với nhau rất là tuyệt vời. Chúc mừng Nghiên Lan. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Còn chú Quang Lê thì sao? Chú Lê nghe con hát xong chú Lê có muốn đi biển không? Quá tuyệt vời. Phải nói là chú đang ngồi đây, chú mặc cái áo này nó nóng nực lắm. Tại vì cái tạng người của chú nó cũng giống chú Bảo đây nè. Chú Lê muốn thay đồ giống như mấy bé hồi nãy ra múa bụng. Thích lắm, thích lắm. Khen thì về hình thể và cái yếu tố trình diễn là chú khen. Nhưng mà về cái kỹ thuật bài hát thì chú chưa khen, không phải chú chê. Tại vì con có cái yếu tố sân khấu tuyệt vời quá, cho nên con lại lấp đi những cái khuyết điểm nho nhỏ mà con có trong khi con ca. Cho nên bù qua sức lại, chú vẫn thích tiết mục của con. Cảm ơn chú Hoàng Lê. Chúc mừng con nha. Rồi bây giờ chạy vô rủ mấy bạn đi tắm biển liền cho chú. Đi. Ê, bài kiểm tra văn hồi nãy bạn được nhiêu điểm? Thì điểm của tôi rất là khiêm tốn, chỉ suốt ngày được 8 điểm mà thôi. Tôi cũng được 7 điểm rưỡi chứ bộ. Ồ thế à. Ê nhìn kìa. Đi. Ê Wendy, bạn được nhiêu điểm? 1 điểm. Kìa, hai đứa đang làm gì đó? Dạ, tụi em lỡ tay. Đưa đây cho cô. Tại sao em lại giật tập của bạn như vậy? Mai mốt không được làm như vậy nữa nha chưa? Dạ. Đi vô quỳ gói hết cho cô. Wendy, em nghe con hỏi nè. Sao bài văn tả với người cha vừa rồi em không làm được gì hết vậy? Dạ thưa cô, từ hồi đó tới giờ em chỉ sống với mẹ không à. Cho nên em đâu có biết cha của mình như thế nào mà tả được bài văn đâu cô ơi. Con xin lỗi em, nhưng mà em cũng phải... Ơ kìa, đó, em nhìn đi, đó cũng là hình ảnh của một người cha đó. Em quan sát cho thiệt là kỹ, rồi cô tin rằng em sẽ làm được bài văn tả như người cha. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Lần
Thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục nhạc cảnh Công Cha Nghĩa Nặng với phần dự thi của bé Wendy. Cảm ơn tất cả các con trong lớp của thầy giáo Hữu Quốc và diễn viên Hoàng Phi trong vai người cha. Cảm ơn các con nha. Và mời giám khảo Thanh Bạch. Ở đây cái yếu tố kết hợp và yếu tố thời gian đã được rút ngắn lại nhất để người cha đưa con đi học, rồi con tốt nghiệp và nó được cách điệu bằng 5 tháng. Nhưng tất cả điều này sân khấu cho phép và được chấp nhận. Chú chúc mừng. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Mời Quang Lê. Chú nghe con hát là chú biết con nghe bài hát này từ ca sĩ nào rồi. Bây giờ chú đoán con có đúng không nha? Có phải con nghe từ cô Hương Lan không? Dạ. Tại cái bài này là bài của nhạc sĩ Tiến Lung mà chú rất là mê. Chú nghe cô Hương Lan. Tại vì chú cũng không có ba, chú rất là xúc động lắm. Có mấy cái nốt này chú thích là cha là vầng thái dương dạy cho con. Cái chữ cho con đó là chỉ có của Hương Lan thôi. Tiết mục của con là một trong những tiết mục mà chú đang rất là thích. Cảm ơn con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê và chúc mừng con gái Vinh đi. Bước chân nhỏ bé ông thầm về đâu trong đêm vắng tay, ngón tay ghé khô lạnh để những yêu thương ước mơ được sống bên mẹ, được trong vòng tay ấm êm với tiếng cười nói mẹ hiền, hạnh phúc đơn sơ và em mơ mơ giấc mơ một gia đình yêu thương, và em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ, buồn là dù sao thiết tha khao khát từng đêm sao nhói nhói đang lạnh thầm bước trong đêm, và tôi luôn mơ mơ về mỗi nơi xa xôi nơi bên xa lũng xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng lên nơi thế gian lũng ngập tràn yên bình, và tôi luôn mơ mơ về mỗi nơi xa xôi nơi bên xa lũng xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng đó là bé Bảo Hân, vũ đoàn ABC Kids và nhóm bè Cadillac. Cảm ơn tất cả các bạn. Trời ơi, một cô bé nhỏ xíu như cây kẹo như thế này thôi mà cái giọng hát mạnh, đầy nội lực. Các vị giám khảo chắc hẳn là rất thích tiết mục này đúng không ạ? Mời cô Thanh Hằng. Trời ơi, tôi nói cô nói chỉ có một tiếng khen thôi à. Khen hay quá à. Chúc mừng con á. Cảm ơn quá Thanh Hằng. Hồi nãy giờ là từ đầu đến chương trình tới giờ mà chú coi là nó về tiết mục đơn ca, nó mà phong độ là chú thích con. Hồi nãy con có thấy không? Lúc con đang hát là chú Quang Lê vừa... Kính chào ban giám khảo, quý vị khán giả và tất cả các bạn. Lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Con tên là Hồng Ân. Đến với phần dự thi hôm nay, con xin trình bày một ca khúc được mang tên Hò Ren Lên Gãy. Quý vị khán giả hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho em bé Hò Ren đi nào. Dạ, con cảm ơn rất nhiều. Cô chú chờ con một chút, con nói cái này với chú âm thanh rồi con hãy thi nha. Chú ơi chú, con hát bài này có một đoạn đầu, con hát không có nhạc. Chú canh chừng nào mà con gần dứt lời á, chú hãy mở nhạc, chú đừng mở quá sớm hay là quá trễ.
Nha chú, con cảm ơn chú. Chỉ một cái thôi. Ngon quá thưa quý vị. Trời ơi, đáng yêu dễ thương quá đi. Nãy nghe con hát cái gì mà có gì bù lon gì đó. Hát câu gì con hát lại được không? Chị đi ra về rồi về ti. Chị đi ra la 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 la. Chị đi ra về rồi về ti. Chị đi ra la 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 la. Quý vị nghe quý vị có hiểu gì không? Tiếng dân tộc. Người ta tiếng ND mà. Đó, trời. Không trời. Có hiểu gì hết trơn trời á. Con hiểu không? Dạ con cũng không hiểu. Quá đáng yêu thôi quý vị. Đúng là lớp tài năng nhí. Có thể là bé phát âm chưa có chuẩn, nhưng mà cái phần trình diễn hết sức tuyệt vời. Mời giám khảo Thanh Bạch. Nãy giám khảo Thanh Bạch là thấy cuồng nhiệt nhất với tiết mục của con á. Con thích hát nhạc êm dịu hay là thích hát nhạc có nhảy múa? Dạ đủ thể loại. Trời đa ơi! Năng luôn, thấy chưa? Vậy là con hơn chú con rồi đó. Con thích hát nhạc Việt Nam hay nhạc nước ngoài? Dạ, nhạc gì cũng được. Thấy chưa? Thế hệ mới vậy đó. Chú Quang Lê cũng có hát tiếng Anh đó con. Chú hát bài Việt Nam mà tiếng Anh. Con hát bài tiếng Anh hoài. Con hát luôn. Thử coi. Hát thử lên đâu. In your eyes, sitting silent by my side, going on holding head. What have blue the night? Hold me up, hold me tight, lift me up to the dark sky. Teaching me to love. Thôi giấu lại đi con. Còn nữa, nếu mà con mà vô vòng trong, con phải làm nhiều. Bây giờ mình phải giấu bớt. Giấu nghề. Giấu bớt. Bây giờ mình để lộ ra hết ủa. Con ước mơ sau này lớn lên con làm vũ công, làm diễn viên hài, ca sĩ hay là phi công? Dạ ca sĩ. Ca sĩ. Trời ơi, ca sĩ. Mãi luôn truyền cho thấy hệ mai sao. Trời ơi, cái tập này là mãi lưu truyền hay sao đây? Cái cặp sóng thần này nha, con cầu thần chú đó nha. Đúng rồi. Tính dựng dòng sao cho mấy đứa nhỏ nó ca câu đó, mấy người này ca riết rồi thôi hết dám dựng luôn rồi. Hồi nãy chú thấy con á, ngoài tài năng ca hát nhảy múa ra nha, còn có khả năng làm MC nữa đó. Yeah. Ừ, giờ con thay chú giới thiệu tiết mục tiếp theo được không? Làm luôn nghe. Dạ. Yeah. Giới thiệu tiết mục tiếp theo. Để chú nói nhỏ cho con nghe xem con nói với mọi người nha. Kính thưa quý vị khán giả, tiết mục tiếp theo của hai chị Bích Châu và Bảo Châu, tiết mục nhảy múa. Một tràng pháo tay thật to. Cảm ơn con. Tại vòng đối đầu này con hát chung với bạn Thơm và bạn Tường Vi. Dạ, con hát bài Gánh Hàng Rong. Bài hát này con thấy rất là ấn tượng và con thấy rất là thích. Dạ, hai bạn đó là một đối thủ nặng ký với con. Chị Mỹ Duyên ơi, dù là đối thủ nhưng em sẽ em và chị Vi sẽ coi chị như là chị em trong nhóm, không phải là đối thủ gì cả.
Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần dự thi của đôi song ca Anh Thơm, Tường Vi đối đầu với thí sinh Mỹ Duyên với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng được mang tên Gánh Hàng Rong. Tiếng xu thoa
được cảm ơn anh Thơ, Mỹ Duyên và Tường Vi. Còn bây giờ thì để cân bằng quân số với một ba người như thế này thì chắc là chú mời các chú MTV nhận xét trước. Xin mời các anh. Các con đã có một cái tiết mục rất là tròn trịa, rất là tròn từ đầu đến cuối. Nhưng mà có một vài cái chi tiết thôi, chú hơi tiếc một chút. Tức là bài hát này thì rất là tình cảm, đòi hỏi cái sự sâu lắng. Con diễn rất là tốt, về cả động tác, về cả hòa thanh với nhau rất là đều, rất là tròn trịa. Nhưng mà nó một bị một cái là nó hơi bị đều quá. Ngay cái từ đầu cuối nó hơi bị đều. Chú chưa cảm thấy một cái gì đó để mà của một cái nhóm hát thì nó phải có cái sự tương tác. Cứ ví dụ như một bạn nào đó có thể tách ra một cái bè riêng chẳng hạn, thì chú đang mong chờ điều đó. Có lẽ chú hơi khắt khe, nhưng mà chú nghĩ là tiết mục này thì về phía bạn, hai bạn song ca có hơi gọi là thiếu tự tin hơn so với bạn đơn ca. Chú hy vọng là các con sẽ cố gắng nhiều hơn. Với hơn nữa, chú lại có một cái nó chú mong muốn nó khác, đó là gánh hàng rong thì tất nhiên là nói về một người mẹ buôn bán bưng ở ngoài đường và gánh những món hàng rong để nuôi con mình. Thì tất nhiên là kể về một người mẹ thì ai cũng đã hát bài này với tâm trạng là buồn. Nhưng mà riêng chú lại muốn tụi con thể hiện trên khuôn mặt đó là một vẻ tự hào về mẹ mình. Wow. Thì chú nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Hơn là tụi con quay qua thấy y bán gánh hàng rong đây rồi. Cho nên là rất rất là buồn. Thì chú muốn là tụi con vẫn thể hiện được tình cảm của bài hát, nhưng mà thể hiện trên khuôn mặt đó là một cái vẻ tự hào về mẹ mình. Thì chú nghĩ nó sẽ hay hơn. Một nhận xét rất là hay từ anh Thiên Vương nhóm MTV. Bây giờ Thanh Duy xin mời chị Thủy Tiên. Cô thì có lẽ khác các chú MTV một chút xíu. Cô thấy là cái bài hát này làm cho cô buồn, cô có cảm xúc, mặc dù là nó chưa có làm cô tới cái đỉnh điểm mà cô xúc động đến cái mức mà cô muốn khóc. Tuy nhiên nó cũng chạm đến cô, làm cô cảm thấy có một chút nào đó buồn, thì nó cũng là một cái thành công rồi. Và ở cái độ tuổi như các con mà để xử lý một cái bài hát như vậy thì để hiểu được cái cảm giác là mẹ mình bán hàng rong nhưng mà đó là cái niềm tự hào và để nuôi mình khôn lớn, thì để đặt để vào hoàn cảnh của nhân vật trong bài hát thì tương đối là khó. Cho nên là ở trong cái bài hát này thì cô thấy Tường Vi từ đầu đến cuối thì cô thấy là con làm tốt nhất, tròn vai nhất và không tìm được khuyết điểm của con, mặc dù là nó không có sự đột phá thực sự. Còn hai bạn còn lại là anh Thơm và Mỹ Duyên thì cô vẫn có cái sự chênh lệch ở trong cô, có nghĩa là ở đoạn đầu á thì bạn anh Thơm hát tốt hơn. Khi mà con vào á, cái giọng rất là chắc, nhịp rất là chắc và cảm xúc cho cô cũng cảm thấy thích hơn. Tuy nhiên ở cái đoạn sau thì con lại hơi mắc lỗi về nhịp một chút xíu, nó có một đoạn con vào nhịp không được và nó bị mờ. Tuy nhiên Mỹ Duyên ở khúc đầu con lại lúc mà vào con bị hơi bị khớp, cho nên con quên mất cái nhịp đầu, rồi con vào lại thì nó cũng bị sai. Nhưng mà ở khúc sau thì cái đoạn sau gian tối thì con lại hát rất là hay, con trở lại, con lấy lại được cái vị thế của con. Cho nên cả hai bạn đều có cái điểm được và cái điểm không được của bài này. Tuy nhiên đối với cô đây là một cái phần trình diễn mà cô cảm thấy hay rồi, cô không có đòi hỏi gì hơn nữa. Dạ, con cảm ơn. Xin cảm ơn nữ huấn luyện viên Thủy Tiên ạ. Và con biết nữ huấn luyện viên Thanh Thảo có lời nhận xét nào dành cho các bé không ạ? Cảm ơn các con là vì là các con đã hát một cái ca khúc rất là tình cảm, rất là hay, về một người mẹ tần tảo để mà nuôi con ăn học. Một ca khúc thực sự là rất là ý nghĩa cho chương trình này. Và cô phải cảm ơn chú Thiên Vương của nhóm MTV là đã phát hiện ra một điều rất là tinh tế để có thể truyền tải ca khúc này mà không phải là ai cũng có thể nhận biết được. Cái sự tinh tế đó nằm ở chỗ là cứ nghe về một người mẹ tần tảo có gánh hàng rong thì mình lại phải diễn một cái gương mặt nó rất là buồn. Cả bài hát có vẻ là rất là trùng xuống. Nhưng mà chú Thiên Vương lại nhìn ca khúc này với một cái màu sắc tươi sáng hơn. Đó là mình sẽ hãnh diện và tự hào vì là mẹ mình tần tảo như vậy, vất vả như vậy. Nhưng mà chính cái sự vất vả của mẹ đã có thể nuôi được các con ăn học thành tài. Vì vậy thì chẳng có gì phải buồn. Khi mà mẹ mình là một người phải gánh hàng rong mà mình lại phải trong bài hát này lại phải càng hát với một cái tâm thế là tự hào, hãnh diện và tươi vui hơn để mà gửi đến mẹ như là một cái sự gửi gắm của một người con là mang ơn mẹ
vì có mẹ và sự tần tảo của mẹ thì con mới ăn học thành tài. Vì vậy thì cô cảm ơn chú đã nhận biết và rất là tinh tế trong cái vấn đề này để có thể bổ ích hơn cho các con. Cô chỉ nói về cái vấn đề đó thôi, còn về cái việc hát của các con đó thì cô thấy rằng là ba bạn tương đối là có sự đồng đều. Dĩ nhiên là bạn Tường Vi thì có phần nhỉnh hơn, tự tin hơn. Còn hai bạn còn lại thì như cô Thủy Tiên nói là các con cũng có những cái khuyết điểm, nhưng mà cái khuyết điểm đó rất ít và rất nhỏ. Thành ra thì đối với cô thì đây vẫn là một ca khúc rất là trọn vẹn của các con. Xin chúc mừng các con. Cảm ơn huấn luyện viên Thanh Thảo ạ. Và bây giờ sẽ là thời gian để chấm điểm cho các thí sinh của chúng ta. Đầu tiên sẽ là 30 giây dành cho thí sinh đơn ca Mỹ Duyên. 30 giây xin được phép bắt đầu. 30 giây kết thúc. Và 30 giây để chấm điểm cho thí sinh cặp đôi Anh Thơm và Tường Vi xin được phép bắt đầu. Một lần nữa thì chú Thanh Duy và cô Băng Di muốn chúc mừng các con vì đã có một tiết mục rất là trọn vẹn như là các cô chú huấn luyện viên đã nói. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở về phòng chờ và chờ đợi kết quả của mình nha. Chào tụi con. Thưa quý vị, ở lần xuất hiện đầu tiên, bé An Khang với cái khả năng diễn kịch của mình và đặc biệt là cái duyên hài của bé tự nhiên nó toát ra làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là ban giám khảo, cười rất là nhiều trong cái phần đầu tiên đó. Nhưng mà hôm nay khi quay trở lại với chương trình ở cái vòng thiết lập này cũng với tiết mục hài kịch thì không biết rằng bé An Khang có tiếp tục chinh phục ban giám khảo và quý vị khán giả hay không. Hãy dành cho cậu bé dưới thứ này một tràng vỗ tay quý vị. Nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi. Ở Lâm Đồng mai xuống em đâu biết gì. Ở trong kia em nhìn ra ngoài này thì thấy đông, mà ra ngoài này thấy nhiều người thế. Kính chào tất cả các ba can các chị. Em chào từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn tới sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hóa đến tít tận Tuyên Quang. Mà em chào từ Hà Giang, em chào sang Móng Cái. Em chào từ Móng Cái đến mãi Sài Gòn quê mình. Với tất cả tâm tình em xin chào các bác. Tên em là Lò Văn Son, người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài. Bố em là Lò Văn Sài, bán rượu ở đường Liễu Giai gần nhà. Mẹ em là Bạch Thu Hà, bán trà đá ở Tít Bến Phà Khuyến Lương. Gia đình kinh tế tầm thường, nhà chỉ có mỗi giường bốn chân. Bố mẹ em sống ly thân bởi vì bố quá nhiều lần rượu say. Mà rượu say thì ba địa cũng bay. Xin các bác vỗ tay cho em đỡ buồn. Sau đây em xin được giới thiệu về bố em. Sở thích của bố em rất thích xem tivi và lúc mất điện, thích đi bệnh viện lúc chẳng làm sao, thích mặc áo phao để nhảy hip hop ở cầu ao. Và đặc biệt bố em rất thích cắt tóc bằng dao. Đấy là bố em. Sau đây em xin được giới thiệu về mẹ em. Mẹ em khỏi phải khoe chứ mẹ em vẽ cực đẹp luôn. Mẹ em vẽ tới đâu là chuẩn tới đấy. Chuẩn như ông tìm thấy tổ, như súng nổ thì thứ mục tiêu, như chiến chiêu nhảy hip hop ấy. Ngày xưa mẹ em có tham gia cuộc thi vẽ ở trên tỉnh, nhưng mà do xã tổ chức. Đề bài là bạn vẽ con vật mà bạn yêu thích. Mẹ vẽ con sư tử, vẽ như là kiểu tranh 3D sao ấy. Mà vẽ xong ban giám khảo lên chấm điểm vì không dám đứng gần vì sợ con sư tử nó cắn. Em ngồi dưới em tò mò là không biết mẹ em vẽ đẹp như thế nào. Khi em lao lên thì trời ơi, mẹ em vẽ mẹ em. Đấy là mẹ em. Sau đây em sẽ được giới thiệu với chị em. Chị em tên là Lò Thị Hai, bán vải ở đường Trần Quang Khải. Miệng hay là nhại, sống sao cho phải, tuy đời ngang trái, có thằng em anh tài. Sở thích của em rất thích xem phim Cô Dâu 8 tuổi. Cứ mỗi lần kết thúc phim Cô Dâu 8 tuổi là chị em lại nhảy cẫng lên. Em khiếp sợ vì chị em luôn ấy. Ghê là để mà can dây đi nhập hay sao ấy. Đấy là chị em. Sau đây em xin được giới thiệu về em. Sở thích của em rất thích ăn vào lúc đói, uống vào lúc khát, thích tắm vào lúc mát, và đặc biệt em rất thích cào lông mày bằng dao phát. Mục đích của em đăng ký thi chương trình thử tài siêu nhí và để cho bố mẹ em được nhìn thấy em ở trên TV. Vì hơn một tuần nay em chưa được về nhà.
chú có phim, chú có phim. Chị mới quay vào mặt con cho con gặp mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã canh mẹ và răng đe con để con có được như ngày hôm nay. Con chỉ muốn nói với mẹ một điều rằng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ bố lắm. Dạ bản tương trình con đến đây hôm nay là hết ạ. À. Con xin hết ạ. À. Trời ơi, sao mà con có thể con nói với một cái tốc độ nhã chữ, nó nhanh, nó không vấp, nó lưu loát mà nó duyên dáng đến như vậy không biết nè. Một tràng pháo tay dành cho bé An Khang. Anh Linh, anh thấy cái cậu bé này như thế nào ạ? Cái trí nhớ con cực kỳ thông minh. Bởi vì cái nói nhanh như vậy á, nó dễ bị vấp lắm. Cái giọng bắt của con rất có duyên nha. À, nhưng để cho tất cả mọi người đều nghe con nói được hết thì con nói chậm lại hơn một chút xíu. Bây giờ con đang 10 phần, con nói chậm lại còn khoảng 7 phần. Chỉ cần giảm lại thôi, con có duyên cực kỳ. Chúc mừng Khang. Cảm ơn chú Hoài Linh. Cô đồng ý. Chú Hoài Linh đồng ý. Cô Thanh Thằng thì sao ạ? Cô đồng ý. Cô đồng ý. Cô Đoan Trang. Con xứng đáng được vào vòng trong là chắc chắn đó. Con rất là sáng sân khấu, ông ca chú cũng thích. À, thôi chú gật đầu. Con chọn con. Mời giám. Chào con. Trời ơi. Chào chú Đại Nghị. Trời, bà Lanh mà em hết hồn luôn vậy đó. Dễ thương quá phải không ạ? Khi mà lần trước con xuất hiện là con đàn ha. Rồi bữa nay là con có thêm cái phần múa nữa. Không biết các vị giám khảo có bất ngờ tiếp không đây. Mời cô Đoan Trang. Thì ngày hôm nay con hát bài này á, cô với chú Thanh Bạch nói với nhau là con có cái khẩu hình khi mà con hát á, rất là đẹp. Cái đó là một cái tiềm năng rất là lớn dành cho con. Rồi con cũng có cảm nhạc rất là tốt, cho nên khi con nhúng ở trong những cái động tác của con rất là đẹp. Nhìn chung cô rất là thích. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Mời chú Thanh Bạch. Cái sức biểu cảm của con về cái lời nội dung bài hát con hiểu rất là rõ. Ngón tay em thon dài thì con diễn nó còn dài hơn là cái ngón tay nữa, đúng không? Và tất cả những cái lời đó con làm một cách duyên dáng và biểu hiện. Có thể nói mình tắt cái tiếng tivi đi mà xem con diễn và có thể hiểu được con đang diễn tả cái gì. Thì sức biểu cảm của con cái tuổi này mà con làm như thế là quá tuyệt vời. Chúc mừng con. Con ơi con, con làm lại cái câu mà ngón tay thon dài cho mọi người coi lần nữa đi. Cái chỗ đó con đã làm lại lần nữa nghe. Yeah. 2, 3. Khen em ngón tay thon dài. Cái chữ dài đó nghe dễ sợ thiệt ha. Nghe dài chắc cũng cả 100 mét á. Mà chưa bao giờ chú thấy ai mà cái ngón tay mà dài lên tới nách hết rồi đó con. Cô Thanh Hằng có nhận xét gì ạ? Dễ thương quá trời quá đất luôn vậy đó hả? Tuy rằng còn nhỏ tuổi, còn bé lắm, ngây thơ vô cùng luôn nhưng mà tự tin. Chúc mừng con á. Cô chịu liền á, chịu á. Trời, được quá trời lời khen luôn. Nhưng mà không biết các vị giám khảo quyết định sao đây. Con ơi, con muốn đi tiếp hay là mình về nhà nghỉ cho nó khỏe ha? Con muốn đi tiếp ạ. Mà con phải làm cái gì lạ hơn, khác hơn, hấp dẫn hơn chứ không được giống giống vậy à nha. Hứa không? Hứa. Yeah, ok, vậy đồng ý á. Chú Thanh Bạch đồng ý rồi. Cảm ơn chú.
Cô Đăng Trang, cô Đồng Trang đồng ý. Cô đồng ý. Cô Thanh Hằng đồng ý luôn. Còn chú Quỳnh Linh chắc chắn là chú đồng ý cho con vào rồi đó. Con đánh cái trống cơm á, chú thấy cái tay con cũng nhuần nhuyễn đó, chứ đưa cô Đoàn Trang không biết cô có đánh được không. Cô Đoàn Trang chắc đánh trống chầu. Là cô có biết cái trống cơm là cái trống như thế nào không nữa cơ. Bài này là bài cô đã đoạt được huy chương vàng tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1998. Nói như vậy á, là để cho cô Đoan Trang cổ nhắc lại cái kỷ niệm ngày xưa của cô ấy mà hồi nãy cổ ngại cô không dám nói. Nhưng mà mẹ con kể rồi, mẹ con kể rồi. Mẹ con kể làm sao? Mẹ con kể là hồi xưa mẹ ở cô Đoan Trang trên cái trường giới cầu quên đây này, thì mẹ con nói là cô Đoan Trang có hát cái bài vỗ cây trống cơm. Vậy chứ mẹ con có kể. Mẹ con giỏi luôn. Tâm lý của cô chưa? Trời ơi, ta nói cái người khiêm tốn không cần phải nói gì hết trơn, để cho người khác nói vậy. Cô Trang ơi, cô Trang giờ vậy nè ha. Bây giờ cô Trang hát lại cái bài này đi, hát lại một đoạn đi được không ạ? Nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa của cô Trang đó. 2, 3, vô. Đi đâu rất xa em về, em về một cái trống cơm. Ca dao bao năm lưu truyền, khen người chiếc cơm à, dỗ sai cho nên là quên lời. Cô Trang có nhiều lý do lắm không sao đâu. Con nghe cô Đăng Trang hát hay không? Hay cũng hay. Mẹ con kể là cô cũng hay nhưng không bằng con đúng không? Ý là cô Đăng Trang hát hay không bằng con đúng không? Dạ không, chú ạ, cô Đăng Trang hát hay. Mẹ con kể là ngày xưa cô Đăng Trang hát cái bài này đó hả? Ừ. Chứ mẹ con có kể là ngày xưa chú cũng có hát bài này không? Nữa hả? Mẹ con có kể không? Dạ không. Chú đâu có hát đâu mà kể. Ban giám khảo, quý vị khán giả và tất cả bạn, lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Con tên là Hồng Ân, đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 1 năm 2016 này. Con xin gửi đến quý vị một ca khúc được mang tên Chú Voi Con Ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Sắc quá, lấp lánh quá mà rất là đáng yêu. Mời cô Thanh Hằng. Cô Thanh Hằng ơi, nhận xét cho bé nha. Quá đi à, tự tin hơn cái tuổi luôn nữa đó. Vậy đó. Vậy đó, đơn giản vậy thôi nha. Đơn giản vậy. Cô thích quá rồi phải không con? Quá thích rồi, chịu lắm rồi. Dạ, không biết cô Đăng Trang có tin chịu không nha. Cái hơi nó mạnh. Đối với bản thân cô là chắc chắn con sẽ được vào vòng trong để mà con đọ sức với các bạn. Bởi vì con á, cái bài của con có một cái điểm rất rất là gây ấn tượng là có một đoạn lên tông mà con nhảy thẳng lên trên cái tông đó luôn và con bám được trên cái nốt đó, trên cái tông đó một cách chuẩn xác và vẫn đi về chủ âm của cái nốt cuối cùng của bài. Cho nên cảm ơn con, chúc mừng. Con cảm ơn con. Dạ, các vị giám khảo quyết định thế nào? Mời cô Thanh Thằng trước luôn. Cô đồng ý. Cô đồng ý, cô Đoan Trang. Yes. Cô đồng ý, chú Hoài Linh.
Đáng lý ra đó là chú không có đồng ý đâu. Tuy nhiên là nhờ mấy cái của con chứ không thôi là con đi xa lắm rồi đó nha. Rồi thôi chú cho con một cơ hội. Chú đồng ý. Chú đồng ý. Như vậy là con có tới 3 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con. Về với đội của thầy Gia Bảo nào. Trời ơi, thầy trò giống nhau quá. Chú Thanh Bạch quyết định như thế nào với bé Hoàng Hải ạ? Chú đồng ý cho con đi tiếp. Con cần về để tập thêm, cho nên chú không đồng ý. Có thể là ráng về học thêm đi, cô không đồng ý. Và cô Đoan Trang. Trời wow. Ơi. Gà lăng chưa? Gà cô lăng. Trang điêu đứng chưa? Cô muốn cho con cơ hội, tại cô thích cái cách mà con còn nhỏ nhưng mà con hát cái nốt nít rất là chuẩn xác, cho nên cô đồng ý. Cô Đoan Trang đồng ý. Như vậy là con nhận được 2 sự đồng ý của ban giám khảo. Rồi bây giờ con giác súng con vô trong phòng chờ nha. Hy vọng rằng cuối cùng chú và bà sẽ chọn con. Một trong tay dành cho bé Hoàng Hải. Cô chú giám khảo nhận xét như thế nào ạ? Mời cô Đoan Trang. Con hát rất là sáng, rất là chững chạc, cho nên cô nghĩ là con rất là nhiều cái cơ hội để vào vòng trong. Cô Đoan Trang đã lựa chọn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô Hằng cũng đồng ý chọn con. Và chú Hoài Linh thì sao ạ? Trong cái bài hát của con thể hiện, nó có được cái tình cảm của người con dành cho cha mình. Dạ, và cảm ơn chú. Về cái phần trang phục đồ này nọ, con cũng rất là chỉnh chu. Ok la. Cảm ơn chú Hoài Linh. Con là một cô bé duy nhất của đời cô hiện tại. Hàng hiếm đó con. Hàng hiếm, cô sẽ làm cho hiếm hơn nữa. Trời ơi, cô tính làm cái gì vậy cô ta? Okay. Cô tính làm cái gì hiếm hơn nữa? Bây giờ ơi, hiếm rồi mà cô làm hiếm hơn nữa là mất cô tính giếm nó luôn á. Ý của cô Trang không phải là như vậy, tức là cô sẽ làm cho con ngày càng tỏa sáng hơn nữa, mặc dù con có đứng im hay con có chuyển động hay không. Ok, con có hứa với cô hay không, có cố gắng những gì cô đề ra hay không? Dạ hứa. Ok, chúng ta đọc tay hứa nào. Yeah, chúc mừng chào cô ban giám giáo khảo Y Trang con. Okay. Đã nhận về cho mình một chàng trai rất là đẹp trai mà hay. Như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua đời.
nay thì con hát cái bài này chú lại thấy nó bắt đầu nó thoải mái hơn. Hả? Thì cứ tiếp tục thoải mái như thế con nha. Cái bài này nó chưa có tạo điều kiện cho con thể hiện hết cái vẻ đẹp của giọng hát của con. Trong cái bài hát này, cái tốc độ của nó hình như làm cho con không đủ cái cơ hội để con diễn tả cho nó đẹp hơn, cho nó sâu lắng hơn. Thì cái điều này thật là khó cho chú, để chú suy nghĩ một chút. Cô hy vọng là lần sau nếu mà cô được quay trở lại Thử Tài Siêu Nhí, cô được gặp con lại nha. À, dạ. Vậy thì mời cô Thanh Hằng, cô Thanh Hằng cho quyết định của mình ngay ạ. À, cô thì rất tiếc, cô xin lỗi con, cô không có đồng ý. Cô Thanh Hằng chưa đồng ý. Chú Hoài Linh. Tôi nói rồi, cháu có cái sự thể hiện nó khác hơn lần trước, tôi thấy có tiến bộ, tôi đồng ý. Giám khảo Hoài Linh đồng ý, chúc mừng con. Và chú Thanh Bạch, chú suy nghĩ xong chưa ạ? Chú Thanh Bạch suy nghĩ xong rồi. Vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả chú đồng ý. Chú đồng ý, chúc mừng con. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi xem một lát nữa thầy giáo Hữu Quốc có lựa chọn mình hay không nha. Nào, cảm ơn con với phần trình diễn vừa rồi. Dòng máu quê hương từ những ngày mở cõi cho đến hôm nay, người người chung tay ra sức xây đời. Hơn 4.000 năm non nước tráng ngời, nhớ thuở xa xưa tiên đồng hội ngộ kết
chẳng ân tình để mối lương duyên. Con cháu ra đời gây dựng tương lai, kẻ chốn rừng sâu người miền biên thầm. Đất mẹ muôn đời chung lòng gìn giữ, cùng siết chặt tay báo về sơn hà. Người người ra đi xa giang quê mẹ hiền trông theo, chốn biên cương ngày đêm vững lòng, vì quê hương núi sông đang cần. Trong gian gian gọi mời những niềm tin, quê hương mình rộn ràng câu hát, dù bao khó khăn vẫn cùng chung tay. Dù người sông pha có xá chi hoàng đời sung sướng, cho lũy tre bao năm càng thêm xanh ngời, dòng sông quê xanh từng cánh chim trao lượn, dệt nên khoảng trời xuân lộng lẫy ở quê mình. Hãy hát khúc ân tình giữa quê mẹ yêu thương, khúc hát lạc hồng từ muôn đời vang dòng, để Việt Nam ta ngàn đời để mãi tự trang sự hào hùng cho đến ngàn sau. Chào vỗ tay thật to nào quý vị. Một phần đa quân rất hùng hậu của tập thể lớp dân ca cải lương dân gian đương đại của thầy Hữu Quốc. Trong cái tiết mục này là thầy Hữu Quốc có ý đồ gì không mà để cho các bé xuất hiện cùng với Thế Thanh luôn ạ? Thực sự thì không phải là áp đảo hay gì hết, nhưng mà từ ngày mà tiếp nhận các em thì Hữu Quốc đã tập cho các cháu nó trở thành một cái gia đình. Mà ở đó thì là Thế Thanh là lớn nhất, là anh hai, rồi chị ba, anh tư, rồi chị năm, cho đến là Út Điệu là bé Thúy Vi. Thì các cháu đã sinh hoạt như một cái gia đình rồi. Và không phải riêng tiết mục của Thế Thanh đâu, mà 6 tiết mục còn lại thì đều có cái sự hỗ trợ của toàn gia đình của dân ca cải lương. Một cái không khí rất là gia đình. Và anh Hữu Quốc thì luôn tự nhận mình là ông Năm. Hồi nãy Đại Nghĩa có lén theo dõi thì thấy anh Hoài Linh rất là xúc động khi xem tiết mục này. Mời ý kiến của anh trước ạ. Trước tiên thì tôi phải cảm ơn ông Năm Hữu Quốc về cái phần dàn dựng và cách xây dựng ý tưởng. Thì tôi không bao giờ có cái sự nghi ngờ gì về cái nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thì đây không phải là một cái mở màn riêng cho chương trình này, mà là một cái mở màn rất là đẹp cho cái gia đình của nhóm dân ca cải lương. Và còn về cái phần của Thanh á, thì chính bản thân con coi thử là hiện giờ con đang bắt đầu bể giọng nhé. Và cái chương trình này nó còn đi đường dài, thử coi là mình có giữ được cái lâu lâu cái tiếng ét ét ở trong cái lúc con bể giọng hay không. Chứ hiện tại này thì chú thấy là rất là ổn, mà khi mà con lên giọng cổ, con cấn lên cái xong con xuống trở lại là chú với cô Hai Hằng là nhìn qua là thấy trời, thằng này nó giỏi quá rồi. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nhắc lại những cái kịch bản ngày xưa đó, thì cũng có một thời gian vừa bay ở trên không trung vậy mà ca giọng cổ thì Thanh Hằng cũng đã diễn rồi. Mà khi nãy là Thanh Hằng thấy con đứng lên mà trông trên vậy mà con vô giọng cổ, mà trong giữa cái vế hai mà con có luyến một cái đó nữa, nó rất là đặc biệt. Tổ nghiệp đã cho các con bây giờ, con nói thật sự á, các con đúng là thật. Tổ nghiệp cho con là cái danh nghệ sĩ rồi đó. Đã lắm mãi lưu truyền cho thế hệ mai
và bạn Trâm. Đối với bạn Vi thì con thấy chất giọng của bạn Vi rất là ngọt ngào, còn bé Thành Long thì rất là đáng yêu. Trong phần bài hát của tụi con có một phần diễn kịch để giúp cho mọi người có một nụ cười và càng có một đoạn hay hơn trong bài hát của con. Bạn Trâm thì hát rất là ngọt ngào, còn bạn Duy thì hát cũng ngọt nữa. Hai bạn hát rất là hay. Hai chị em con rất tự tin khi hát với hai bạn đó. Còn Nguyễn Long thì hát cái giọng dễ thương lắm. Trâm và anh Duy cố gắng lên nhé. Anh ơi, bây giờ em sẽ thử hát một đoạn. Tại vì em thấy mấy bé hát hay quá, em nghĩ là em cũng đủ tiêu chuẩn để đi thi á anh. Thi gì em? Dạ, thi chương trình Ai Sẽ Thành Sao Nhí nè. Xét về lứa tuổi thì hơi quá đó. Nhưng mà hát đi, hát thử coi nghe anh. Dạ, giờ em hát nha. Hát đi, hát đi. Ừ. Em đi trên cỏ non. Cỏ đi em. Dạ. Bài này một bài dân ca, mình phải hát có một cái sự gọi là ngọt ngào ở trong. Em đi trên cỏ non. Em thấy anh cũng không đủ. Thôi bây giờ mình nghe thí sinh của mình hát một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn, ca khúc Em Đi Trên Cỏ Non, với hai nhóm thí sinh Tường Vi, Thành Long và Phúc Duy, Ngọc Trâm. Trời lại
nước nhường khô mong cho con khôn lớn nên người. Bạn hát cũng được đó. Ừ. Thôi, thôi tôi cho bằng quà đó, tụi mình đi. Ừ. Khoan đi, tại sao? Bạn tưởng bạn nhỏ bạn muốn ăn hiếp à, bạn hiếp hả? Không có được đâu. Bây giờ bên tôi hát rồi, bên bạn cũng phải hát cho tôi nghe tôi mới cho quà. Ok. Là ba bé môi ở thiên đường cô tức, chuyện em nghe sao quá nổi kiệt cậy. Phải đâu xa. Bạn hát thấy gớm quá, tôi không có hiểu được cái gì hết trơn. Cho bạn qua luôn. Tạm biệt. Tạm biệt. Bây giờ ở vòng đối đầu cô rất là chất, rất là chất trong chương trình. Tại sao để hai nhóm, hai tụi con đối đầu với nhau? Bởi vì nếu như mà một nhóm nào mà phải rời khỏi chương trình thì thực sự là cô rất là đau lòng. Bởi vì tụi con quá đáng yêu đi. Ở cái phần biểu diễn này cô không chỉ được nghe hát rất là dễ thương mà cô lại còn nghe một cái phần biểu diễn, trời ơi, nó rất là đáng yêu, rất là hồn nhiên. Nhất là cái bạn Thành Long à. Bạn Thành Long 4 tuổi ơi. Dạ. Con rất là đáng yêu. Ở nhà cô á có con nữa, gái bánh gạo nữa, dạ. Nữa. Rồi. Nữa. Bánh gạo đó đẹp. Cái chiêu này lấy ra xài hoài. Chưa. Chị chưa có nghe em nói hết. Mọi người giỡn lỗ tai lên mà nghe chị Tiên nói gì nè. Người ta không có mồi chài, người ta đang nói chuyện ở nghe nhà. Bé hỏi mồi chài lấy gì luôn kìa. Giờ sao? Giờ cô muốn nói chuyện với con nhiều quá mà bây giờ con không hiểu, bây giờ cô phải làm sao bây giờ? Thì bây giờ huấn luyện viên Thủy Tiên nói cái gì ngắn gọn xúc tích thôi cho bé dễ hiểu. Con có yêu cô Tiên không? Có không? Yêu nhẹ nhẹ. Dạ có hả? Không phải, cô Tiên nó thường hay nói vĩ mô lắm. Cho nên là cô nói vĩ mô bé không hiểu. Bây giờ nói đơn giản cô Tiên nó không được đâu. Nè, đừng có ỉ mà ăn hiếp người ta nghe chưa. Xí bây giờ cô nói một câu công bằng nè. Rồi mời cô công bằng ạ. Cái bài hát vừa rồi đó, các con vừa diễn vừa hát hồn nhiên như cô Tiên vậy đó. Mà khi mà các con đã hồn nhiên như cô Tiên thì đề nghị cô Tiên nhận xét nhẹ tay thôi, đừng vĩ mô. Và cô Tiên được khen một cách hồn nhiên như cô Tiên luôn. Chứ không có được chê các con.
cô Tiên làm sao mà chê được. Cô Tiên rất là đau lòng nếu như một trong hai nhóm sẽ phải rời khỏi chương trình. Nhưng mà cô có một cái điều nhỏ xíu này muốn hỏi tụi con thôi, là một tò mò riêng của bản thân cô. Là cái câu cuối của cái bài này nó hay lắm luôn á, cô rất là xúc động. Thuở mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Cái câu này tụi con có cảm thấy nó rất là hay không? Có cảm nhận vì gì về cái câu hát này không? Ý cô Tiên là tụi con hiểu cái câu này như thế nào? Thuở mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa, hiểu làm sao? Giải thích nè, 2, 3. Con hiểu là thở mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đợi phù sa. Mẹ của mình thương cha của mình như là một cánh đồng đợi phù sa. Bây giờ bé nhỏ kìa. Bé Lâm muốn nói kìa. Lâm, con hiểu không? Con có hiểu không? Dạ không. Dạ. Dạ, đúng không? Dạ không. dạ không. Rồi bây giờ vậy nè, nếu mà các con không hiểu thì đề nghị cô Tiên sẽ giảng giải cái ý nghĩa của cái câu hát vừa rồi để cho các con hiểu. Bởi vì không phải là con nào cũng có thể hiểu được hết một bài hát hay như vậy. Bởi vì cái bài này là cái bài mà cô Thảo rất là thích. Các con có biết không, lúc mà cô mới vào nghề thì đã nghe và đã được nhạc sĩ Bắc Sơn hát cái bài này. Và cô rất là thích từ lúc cô mới bắt đầu bước chân vào nghề ca hát. Cho nên đây là một bài hát mà cô nói thật với các con á, là cô rất là muốn hát. Nhưng mà cô không hát hay bằng các con bài này đâu. Cho nên mỗi lần cô đi hát karaoke đó, cô toàn lấy bài này để hát không à. Vì là cô thích bài này. Nhưng mà cô biết rằng cô hát bài này không hay bằng các con. Cho nên ngày hôm nay là các con hoàn toàn thuyết phục cô. Cô chỉ nói như vậy thôi đó nha. Rồi cô không có nhận xét gì nữa đâu. Bây giờ phần nhận xét chuyển qua cho cô Tiên Hồn Nhiên. Tiếp nữa hả? Nói gì nữa giờ ta? Nữa cô bớt dẻo lại. Cô Thảo muốn cô Tiên giải thích hả? Đúng rồi. Thổ mẹ đợi cha đó, ruộng đợi phù sa là cái gì? Trong cái bài này, cái câu đó là nó hay nhất. Tại vì các con biết là ở miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long á, trồng bất cứ cái gì á, nó cũng tươi tốt, mùa màng tươi tốt là bởi vì cái phù sa ở trên sông nó rất là nhiều. Và những cái vi chất. Chúng ta đang trở về lớp địa lý. Khoa học xã hội đó anh. Em phải giải thích cho các bé hiểu được, các bé cảm nhận sâu hơn đúng không? Ôi vậy hả? Con hiểu không Lâm? Con hiểu không? Yeah. Trời ơi, tôi đập đầu chết đi. Cho nên là đây là một cái câu hát mà cô tâm đắc nhất trong bài. Khi mà ruộng đợi phù sa, khi mà phù sa về thì ruộng nó mới tươi tốt, thì cái tình yêu của hai vợ chồng nó mới đơm bông kết trái, có những cái đứa con rất đẹp, rất là xinh đẹp như tụi con vậy nè. Con hiểu cô đi, con hiểu. Nói chung là mẹ thương cha đó. Mẹ rất là thương cha. Rồi bây giờ tiếp theo thì xin mời nhận xét của các vị huấn luyện viên từ nhóm MTV ạ. Tụi chú chỉ để đó và không nói gì. Khoan, cho cô tâm sự chút xíu. Hai bạn bên đây nè, Ngọc Trâm và Phúc Duy, hôm nay thực sự là tụi con cũng rất là dễ thương. Nhưng mà cô có một chút xíu góp ý nhỏ nha. Cái lần thi hôm nay của tụi con, cái phong độ của tụi con nó hơi thấp hơn cái lần thi trước một chút xíu. Chút xíu thôi. Hai bạn mới đầu vô hơi áp lực xíu ha, hơi, có vẻ hơi tâm lý chút xíu. Cũng có thể, nhưng mà cái tình cảm trong bài hát ở lần trước á, tụi con làm cho cô cảm thấy rất là xúc động. Và những cái luyến lấy ở trong bài á, tụi con rất là tinh tế, tụi con nhả ra. Có những cái cách hát, ví dụ như dân ca họ sẽ hát bỏ nhỏ, hoặc họ sẽ hát ra ngoài như tụi con luôn. Nghĩa là họ không bỏ nhỏ, nhưng mà chính cái sự ra đó nó lại gây cái cảm xúc theo một cái kiểu khác nữa. Nhưng mà hôm nay tụi con cũng sử dụng cái cách hát đó, cái kỹ thuật hát đó, nhưng mà lại không gây cảm xúc mạnh bằng cái lần đầu. Cho nên là cô rất là hy vọng là lần sau tụi con phải hứa với cô là phải trở lại phong độ. Mặc dù là phong độ ngày hôm nay đều cũng là quá tuyệt vời rồi, nhưng mà con cần phải luyện hơn một chút xíu, đừng có để bị sụt giảm. Hai đứa con là một cái tài năng rất là tốt, và cô hy vọng là một cái đường dài, tụi con nhớ để ý nha. Hai con hiểu không? Dạ hiểu. Yên tâm ghê. Bây giờ chúng ta hãy dành thời gian để chấm điểm cho hai nhóm của chúng ta. Và 30 giây chấm điểm đầu tiên sẽ dành cho nhóm thí sinh Tường Vi, Thành Long. 30 giây xin được phép bắt đầu. 30 giây kết thúc. Và 30 giây tiếp theo dành cho nhóm thí sinh Ngọc Trâm và Phúc Duy. 30 giây xin được phép bắt đầu. Một lần nữa chúc mừng các con đã hoàn thành phần thi của mình. Rất hay, dễ thương, đáng yêu. Còn bây giờ chúng ta hãy quay trở về phòng chờ để chờ đợi số điểm nha.
Và vòng đối đầu này con hát với bạn Tiểu Bình và hát bài Đèn Khuya. Bài Đèn Khuya là một bài về mẹ rất là cảm xúc. Trong quá trình tập bài Đèn Khuya thì cũng không có khó khăn với con. Và bạn có một cái chất giọng rất là mỏng. Bạn Tiểu Bình là người dễ gần, thân thiện. Tại vòng đối đầu này, dù con có không được may mắn, nhưng con cũng không buồn vì con đã được lên sân khấu lớn. Rớt thì con cũng không buồn, bởi vì con đã được đứng và hát trên sân khấu lớn. Tiểu Bình ơi, chúng ta hãy cố gắng lên để được đi tiếp vào vòng tiếp theo. Còn bây giờ Thanh Duy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với tiết mục dự thi tiếp theo, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương được mang tên Đèn Khuya, và một tràng pháo tay để chào đón sự kết hợp của đôi song ca Tiến Long và Tiểu Bình. Sao tôi buồn, ai mắt dịu hiền biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết cha đến về quảnh hiu, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Mong chờ
Một lần nữa xin được cảm ơn Tiểu Bình và Tiến Long. Ngày hôm nay thì các con hát một ca khúc rất là cảm động, mà khi mà cô Băng Di nghe xong á, cô Băng Di mà nó chạm được vào tim của cô khi mà cô nghe vài chỗ đó. Cô thấy là các con đang cố gắng bị gặn từng cái chữ trong cái bài hát đó mà nó thiếu cái độ mượt mà. Nhưng mà nếu mà bỏ thêm một chút tình cảm vào thì chắc chắn là bài sẽ hoàn hảo. Và cái bài hôm nay hai đứa con hát thì không phải nói là dở, mà là nó tròn trịa, nó vừa đủ. Rồi, bây giờ các cô chú huấn luyện viên và các khán giả có mặt ở trường quay đã chấm điểm cho hai con. Bây giờ hai con hãy thả lỏng, thư giãn, bước vào phía trong và chờ số điểm được công bố ở cuối chương trình. Được không ạ? Tạm biệt tụi con nha, chúc mừng gặp lại.